buổi trưa các chị yêu nha, và livestream của Xinh Xinh Top liền cả nhà ơi. Hôm nay rất là nhiều váy đẹp cho mình nè. Đó, hôm nay giá đầm thì cũng sẽ dao động là từ 99k cho em ha. Thích mẫu nào bình luận bên dưới, em sẽ mặc lên form cho mình xem. Đó, muốn coi cái nào phía sau em nè. Đây, coi mẫu nào phía sau ha, mình có thể bình luận bên dưới nha. Shop sẽ lên mẫu nè, giới thiệu riêng từ sản phẩm, mình sẽ được tư vấn size trước khi giao và được kiểm hàng trước thanh toán luôn ạ. Em mặc mẫu đầu like cái đầm bi xinh chưa? Mẫu này form nó dài á, nguyên cái đầm bi maxi luôn. Mẫu này xòe 3 tầng ha. Em này sẽ là xòe dài 3 tầng cho em. Có size nha chị Phạm Quang ơi, đầm này em có size nè. Đầm em mặc sẽ có size cho mình là từ 40 cho tới là 65 cân luôn. À, nhưng mà hôm nay em bán hết hai size rồi. Khoan đợi em xíu, mẫu này hôm nay nó lẻ size, quên mất tiêu. Rồi, hôm nay mẫu váy của em là còn hai size ML nha. Chị nào thấy like của em tương tác chấm bài cho em với nè. Chị yêu nào đang xem livestream của em, mình tương tác chấm bài lên cho shop để không nhận comment ha. Rồi sale luôn mẫu đầu like, một em đầm von dáng dài, nó tí xíu là cái maxi luôn. 1m6 em mặc là độ dài váy nó sẽ là qua bắp chân đây. Tí xíu thôi là nó tới cổ chân rồi, em này dài đẹp nè. 199.000 đó chị Quyên Trần, rẻ không? 199.000 thôi, rất là xinh ha. Eo tầm là eo 76 quay đầu cho em mặc đẹp á. Eo dưới 76 độ về cho em chốt đơn. Giá hôm nay là 199. Chị nào ưng chốt giúp em 1578 nè. Em báo giá cho. Đó, 1578 nha, xe 199.000 cho các chị yêu đây ha. Ai lấy mẫu này bình luận bên dưới cho em ha. Shop sẽ tư vấn và chừa hàng chừa size. Cái này size M nó to nè. Thấy em mặc là nó còn dư không á chị coi. Em là eo 70 mà cái này size M eo nó phải 72 nè, em kéo ra nó vẫn còn dư một chút xíu. Size M đầm em mặc đây eo dưới 72, size L eo 76 độ về nha. Giá đang giảm 199.000, chị nào ưng chốt đơn. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại ha, 1578 kèm số cho em là được rồi. Rất là đơn giản ha. Chốt đơn mã kèm số điện thoại cho em là ok nè. Chốt đơn mã kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà ơi. Được rồi. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Mã hàng kèm cho em cái số điện thoại. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho các chị là xem trước thanh toán nha. Trời ơi xinh quá luôn mấy chị ơi, coi nè. Xè 3 tầng cho em luôn. Dài sẽ là dài gần tới cổ chân nha. Em này thì không có túi và trên những cái tầng nó có nhúng ly dễ thương lắm. Hàng chuẩn mẫu, không có lo đâu nè. Em cho mình xem thêm một cái nữa đây. Trên tay em cầm cũng là 1578 luôn. Cái này cũng cái size M giống em mặc luôn ha. Đó, eo size M là dưới 72 nha, size L eo 76. Được chị Hai Yến, mình mua một đầm em vẫn giao. Một đầm vẫn giao nha, còn mua mà đơn 600 là em miễn ship luôn. Tức là hôm nay các chị mà mua nhiều á thì sẽ có lợi hơn. Tổng đơn từ 600.000 đồng mình sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà. Rất nhiều ưu đãi cho mấy chế luôn. Đầm này em đang bán tại shop là hơn 400. Qua trực tiếp cửa hàng em, cái váy Bivon này nè, 3 tầng nha, 3 tầng khóa kéo sau này ha, là tại shop là đang bán hơn 400.000 đồng. Vậy mà trên live ngày hôm nay nè, em sale cho mình luôn bao nhiêu? Có 199.000 thôi, quá là hời. Chỉ có 199.000 ở trên cái live stream này của em thôi, siêu hời luôn. Ai lấy mẫu này chốt giúp em 1578, chuẩn bị em qua mẫu ha. Rồi muốn coi cái màu nào phía sau em thì cứ nhắn tin nha. Đó, bình luận cho em thoải mái. Xem kiểu nào, hoa nào, dáng đầm như nào bình luận bên dưới cho em. Em sẽ lên lần lượt từng mẫu cho các chị yêu coi nè. Tiếp tục em chuyển sang cho mình một em đầm khác nha. Em có cho mình là một cái đầm nhung tâm ha. Đây, em nhung tâm này thì không biết hôm nay còn đủ size không nữa. Nói chung là hôm nay mấy chị thấy đó là phải kiểm tra liên tục luôn. Mặc tới cái đầm nào là phải kiểm tra cái số lượng liền. Tại vì nhiều khi là qua một ngày thôi là cái số lượng nó thay đổi hoàn toàn rồi. Ôi em này hết size L. Nhung tâm hôm nay trời ơi hết size L nè. XL còn 6 cái nè, 2X còn 2 cái. Hết lẹ ra luôn á. Chị nào mà chưa đặt được cái nhung tâm này là phải tranh thủ nha. Được chị, nhà em là đồ trung niên mà. Shop em là chuyên thời trang trung niên. Đây tất cả những cái mẫu phía sau em ha. Có dạ hội nữa, có dạ hội nữa nha. Trời ơi chưa hết đâu, còn nhiều lắm nè, dạ hội nữa nè. Tất cả các mẫu phía sau em đây là mình cứ muốn coi cái nào cứ nói em mặc cho mình coi nha. Tự tin tự nhiên là mấy chị yêu ơi, đừng có ngại bình luận ha. Rồi qua mẫu đây, em có cái đầm dung tâm. Trời đất ơi, định lên em này hàng mới cho nó full size mà ai dè nó cháy mất tiêu rồi.
Đây, em mặc trên người mã số là 1605 ạ. Em này còn size M nè, size M, size XL với lại size 2X. Còn 3 size cuối cùng. Còn 3 size cuối cùng nha, M, XL với lại 2X. Trong đó size M là còn nhiều nhất luôn á, là 30 cái. Còn lại ha, 6 cái size XL với lại 2 cái size 2X nữa thôi là chính thức em hết hàng. Chính thức em hết hàng cái đầu này luôn. Đó, chị nào hôm nay còn đang băn khoăn suy nghĩ đắn đo là em đã hết mất tiêu rồi, tranh thủ giúp em nha. Ơn cái nào là phải bình luận sớm cho em mới được. Bao nhiêu tiền miễn ship em? Dạ tổng 600 mấy chị Mina. Hôm nay mình mua hàng nhà em tổng đơn từ 600.000 ha, là mình sẽ được và miễn phí vận chuyển đến tận nhà. Em này cái chất của nó là nhung tâm ha cả nhà ơi, chất nhung tâm 1605 nè. Rồi, đầm này hôm nay em còn có 3 size cuối ha, M, XL với lại 2X nha. Rồi, sale cho biết chế luôn đi, nay giảm giá đầm em mặc luôn ha. Chị yêu nào chưa có em giảm giá bộ này luôn, còn mấy cái cuối tri âm. Hello chị Thanh Lan Cao nha, chào chị yêu nè. Đây, sale luôn cái đầm này, có chị nào có chưa? 1605, 299k luôn. Trời ơi, giá này mà không nhanh tay là hết. Em chỉ còn cho mình là bao nhiêu? Đó, M, XL, 2X hả? Lâu ta, ngay đây mà sao lâu ta. Thảo nó kêu quẹo qua cái này tới. Gì vậy cha tài xế này? Nguyễn Hữu Khang. Sao vậy? Ồ, tính ra sát bên đây luôn á. Cái chấm của mình với chấm ở đây nè. Gì vậy, làm ly hồng trà thôi mà cái quán này lâu dữ vậy trời. Rồi, không phải ở đâu, gần nhà tao có bộ bán, tối nào cũng đông. Chưa. Không, lần trước uống một ly trà sữa dở, cho nên là tao không uống nữa, nhưng mà Thảo kêu là người ta chỉ ngon hồng trà thôi. Rồi, em mặc đây mã số là 1605 nha cả nhà ơi, 299k cho em nè. 299k form sẽ là form xòe ha. Chất nhung tâm nhà em thì nó cũng mát chứ không có bị nóng nha mấy chế ơi, đừng lo. Trời ơi, thoải mái, mặt mềm, êm mát nè. Sau lưng là khóa kéo ẩn nha. Rồi, form xòe phòng đẹp luôn. Ai lấy bộ này bình luận bên dưới cho em ha. 1605 và kèm cho em cái số điện thoại nè. Và hôm nay sale có 299.000 thôi, chị đã chốt được em này là quá tốt luôn. Đằng trước đến 3 cái cúc, đằng trước đến 3 viên cúc trang trí nha. Trang trí rồi nhau mới tháo được nha, mặt là kéo khóa phía sau cho em. Dạ, 299.000 đó chị Cherry, cái này em sale rồi nè. Sale rồi, bình thường là 350. Váy nhung em mặc đây bình thường có giá là 349.000. Hôm nay lễ size này là em sale luôn cho mình là 299 nha. Nhận hàng được kiểm tra luôn. Nói chung là em mặc trên line như nào là cái chị nhận sẽ được là y chang như vậy. Không đẹp không giống là em không lấy tiền ha. Đây cái đỏ đỏ này nè, cái thơm đỏ này nè, với lại cái ren cúc ngọc trai ha, là hai mẫu mới nhất của nhà em đó. Nếu mà chị nào chưa xem thì mình nói để em mặc cho mình lên form coi thử, đẹp lắm. Hai kiểu đó kiểu nào cũng đẹp hết trơn á. Em chào chị Nguyễn Linh nha. Rồi, ai thích đồng nhung chút 1605 cho em ha. 299.000. 299.000 đồng, chị yêu nào chưa có mẫu này chốt đơn liền tay. Shop sẽ giao đến tận nơi. Ừ. Tới cái gì nè? Tới đầu chợ nè. Mã kèm số cho em hai cả nhà ơi, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng hả? Anh thắng rồi. Rồi. Của em nhiêu á? Của mi nhiều. Alo. Ok, các anh tới chưa? Ok. Đúng rồi anh, để em xíu xíu liền. Rồi, tiếp tục em qua mẫu cái chị nha. Lên cho mình xem một em váy khác nè. Đây, tiếp tục qua cho mấy chế một cái đầm lẻ size đi. Sale nha, lên đầm sale đi. Trời ơi, nay sale quá trời mẫu đẹp luôn, hổng chanh tay là hết hàng. Đây, em có cái hoa đỏ này đi. Hoa đỏ này hôm nay sale giá sẽ là 99.000 luôn. Đó, ai thích màu nổi nổi xíu không? Hay là thích màu chìm chìm, nhẹ nhàng thì cũng nói em biết nha. Ui, bị kẹt khóa, khoan đợi em xíu. Rồi. Đây, em
là một cái đầm von sale giá là 99k nha cả nhà ơi. Em này sẽ có cái chất của nó là von mềm mát cho em nè. Rồi, lên đơn em này mã số là 1492 nha. Sát nát hả chị? Sát nát hả? Sát nát chuẩn bị về, nhưng mà cái đó đi tiệc chứ không phải mặc ở nhà. Em thấy là sắp tới đợt hàng mới là có về là kiểu là có lên mẫu một cái đầm sắc nách rồi có một cái khoác vest ở ngoài, nhưng mà đi tiệc chứ phải là ở nhà chứ ơi, ở nhà để mua sắc nách. Nhà em bây giờ là có đầm có tay, hiện tại đang có sẵn ha. Đang có sẵn là đầm có tay ngắn cho em mặc nè, hoặc là tay lỡ, rồi tay dài nha, còn sắc nách thì chưa. Sắc nách hàng mới thì em lên kiểu đi tiệc đi chơi rồi, không có mặc sắc nách ở nhà rồi chứ ơi. Rồi, tiếp theo nè. Đây. Em ơi, không biết là có về kịp cho mình không nha, em cho mình coi trước thôi. Đây, ý là sẽ về cái kiểu như này nè, mấy chế là em mới lên mẫu thôi ha, chứ cũng không có chắc chắn là sẽ có may về hay không. Đó, nhưng mà đang lên mẫu là cái đầm như này nè. Thêm một cái khoác vest ở ngoài cho mấy chị mặc đi làm ha, vải. Cái vải nó ong manh ong mánh đẹp lắm. Đó, nó có chạy kim tuyến nè. Có màu khác nữa nha, em cho mình coi trước thôi. Rồi, em mặc trên người đây, mã số sẽ là 1492. Đầm này em sale cho mình là 99k nha. Chị nào size M chốt em này mặc xinh nè, dễ thương, mặc mát nữa. Ôi còn có 3 đơn hả? 1492 em mặc đây, chỉ còn 3 cái cuối thôi, sale luôn là 99.000 đồng. Dưới 50 cân hoặc là eo dưới 70 cho em nha. Đây là form xè cho em nè, cỡ tròn. Cỡ tròn, tay ngắn, form đầm xè dài ha. Mẫu cao 1m60. Là form sẽ dài là qua gối và ngang tầm bắp chân của em. Dạ 99.000 á chị, oh my, dễ thương không? Có 99.000 thôi, em này mặc ở nhà cũng xinh nè. Mặc mát, thoải mái, có tay ngắn ngắn như vậy mặc cũng rất là thoải mái, dễ chịu ha. Nhưng mà có cái tiếc là nó hết size lớn rồi. Hôm nay mẫu này em chỉ còn size bé thôi. Đó, chị nào size lớn thì không vừa. Size lớn mà có thích cái đầm này của em là thua luôn. Em chỉ còn size M là cái size em đang mặc ha. Size M em đang mặc nè, 99k. 99k màu em mang nha. Size M 50 cân quay đầu. Trời, cho cái bịch xanh lẻ. Má. Má. Má ơi. Mà nãy chị, mà chị bà hỏi ủa gì vợ cái em móc cái gì ra. Bà nói rồi. Này nó xỉu quá trời. Rồi 99k giờ ơi, tranh thủ lên đơn sớm giúp em ha. Ai lấy mẫu em mặc đây, chốt mã số là 1492 nha. 1492 99.000. 1492 99.000 nha cả nhà ơi. Thêm có 3.000 ở ly lớn đó. Xỉu. Rồi tiếp tục em coi mẫu khác nha. Mình chị muốn coi mẫu nào phía sau em thì bình luận bên dưới nha. Trời ơi đầu like với chị chưa vô nè. Quá lớn rồi. Đó đầu like tranh thủ chưa ai vô. Mình muốn coi cái nào em lên coi cho nó dễ hơn. Chờ chút xíu, nhiều khi mấy chị khách vô một lượt á, chút giữa like mấy chị vô một lượt, lúc đó lại hai ba chị kêu lên hai ba mẫu thì thời gian nó không có được nhiều. Bây giờ đầu like dư giả nè, mình có muốn em giới thiệu cái nào không? Hello chị, chỗ Thúy Lan cùng tên với em, hay là chị Lan Thúy hay là chị Lan Thúy nha. Không biết thì chị là chị tên Thúy thì chị tên Lan nữa. Cái này phải bị đặt hoàng kim đồ. Chị đặt cái gì? Bao quy. Rồi tiếp tục em lên cho mình xem một em đồng khác nha. Lên cho mấy chế một cái đồng kim tuyến đi tiệc đi. Em này sẽ còn 3 size cuối là sale luôn 199.000 cho mấy chị luôn. Rồi đây 1550. Nhưng mà quý vị được không? 1550 nha, sale luôn mẫu này cho cái chị luôn nha. Dưới 200.000 đồng cho em luôn. 1550, mẫu em mặc trên người đây. Em này chất liệu của nó sẽ là von kim tuyến ha. Hôm nay sale. Hôm nay sale luôn 1550, để em coi giá bao nhiêu đây. 1550, 199. Em còn 3 size cuối nha. MLXL cho em nè. MLXL cho em 3 size. Chùa ạ. Ba huy giọt. Ai kêu bị đặt? Có mới lấy cũ. Cái vậy mà ba huy tụ cũ mình chân sau cháu nó có màu đen màu trắng mà tại sao?
Rồi, đầm này em sale cho mình giá là 199.000 ha. 1 năm 50, em còn 3 size cuối nè. Em này cái chất của nó sẽ là chất von, và toàn bộ những cái chấm bi hoa văn này các chị thấy nó đều là kim tuyến cho em. Nó sẽ là kim tuyến ha, 100% là kim tuyến là những cái chấm bi này nè. Và nó sẽ dệt ở trên mặt vải nha. Đó, màu vàng đồng ha. Hello chị Cherry. Rồi, ai xem thấy like của em chấm bài nha cả nhà ơi. Muốn coi mẫu nào, muốn lên đầm như nào. Em hơi hiện tại nha, Lan sẽ có đầm ôm body nè. Đó, rồi đầm xòe, xòe ít xòe nhiều ha. Chứ còn đợt này thì cũng hơi ít váy suông. Đợt trước là có váy suông nha, đợt này thì hơi ít. Đợt này là có váy xòe, xòe ít hay là xòe nhiều thôi. Đó, rồi váy ngắn váy dài. Đó, thích cái nào thì em sẽ giới thiệu đúng theo cái sở thích của mình luôn, nó dễ hơn. Đối với đầm em mặc đây thì hiện tại em đang còn cho mình là 3 size cuối nha. Em này cái phần thiết kế rất là xinh ha, mấy chị ơi, cái cổ của nó nè. Các khoét phần cổ áo cho mình đây nè, xếp ly chân ngực. Em này mặc lên tôm dáng vòng 1 nha, xinh lắm, có túi. Hai lớp form đầm xòe có kèm hai túi luôn. Sale trên like của em giá sẽ là 199 nha. Em chào chị Bình Lữ ạ. 2XL hả chị? Hết rồi. Đầm này em vừa hết size 2X xong. Hiện tại 1 năm 50 em bận đây là chỉ còn ML viết L thôi, cỡ 60 cân đó chị. 60 cân đổ về cho em nha. Xin ha, eo dưới 80. 60 cân eo 80 quay đầu cho em mình chốt nha. Nền đen và cái họa tiết bi sẽ là màu vàng đồng. Nền đen họa tiết bi màu vàng đồng cho em ha. Chốt đơn cho em mã này là 1 năm 50 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Cho chị đầm em mặc size L. Rồi cho em xin cái mã chị Nguyễn Yến nha. Mình đừng đặt là mẫu em mang. Tại chị biết sao không? Em thay mẫu liên tục hả? Em mặc cái này xong là em thay cái khác rồi. Thành ra nếu mà mấy chị không có mã số là rất là dễ nhầm sang cái đầm khác nha. Đó, xong bên em gọi alo chốt đơn cái không nhớ chốt cái mã nào thì cũng rất là khó. Chốt đúng mã số giúp em ha. Lấy đầm em mang là mã số 1550. Rồi, ai thích đầm này chốt 1550 kèm số điện thoại. Có mẫu nào đỏ đô hả chị? Ôi, đỏ đô trước có một cái xinh lắm. Nó dạng đỏ đỏ tím tím hồng hồng á. Mà em vừa hết rồi. Bây giờ em có cái hoa đỏ mới về được không chị Nguyễn Anh ơi? Nè, em có cái hoa đỏ này xinh nè. Kiểu là nó nền đen hoa đỏ được không? Nguyên cái đầm đỏ đi, hiện tại em chưa có về thêm cái nào là đỏ hết đầm rồi. Em có cái này mới nè. Đây, em vừa về hàng cho mình là cái đầm von nè. Thơm đỏ được không? Họa tiết đỏ như này được không chế ơi? Cái cổ nó là sẵn nha, sẵn thùng ngay cho em cái phần ngực áo rất là xinh nè. Tôm dáng màu 1 cho mình, cầm không thấy form ha. Em này mặc lên form mới thấy rõ chứ cầm không có thấy. Đây, mẫu này được không chị? Có họa tiết đỏ nền đen thôi chứ không có full đỏ. Bữa trước có cái full đỏ mà hết hàng. Rồi mấy cái màu đó hot lắm. Mấy cái màu mà tươi tươi á là nhanh cháy hàng dữ lắm mấy chị ơi. Nay hết mất tiêu rồi, không còn nữa. Không về thêm luôn á. Thường là mấy mẫu em về hàng mấy chị để ý thấy ha, là mỗi một mã số nó chỉ về có một lần duy nhất thôi ha. Cái hết là hết luôn. Đợt sau cái em về kiểu khác. Đây em lên cho mình xem cái thơm đỏ thử đi. Cái này xinh lắm. Mẫu này mặc nhìn dễ trung với sáng da nè. Đây em lên mẫu cho mình xem. Đợi em một chút xíu. Rồi, mẫu này cho em là 1620. 1620 mẫu mới nha. Em này cái cổ của nó sẵn nha, cái phần ngực áo nhìn dễ thương cực kỳ luôn á. Rồi, mà cái phần ngực áo này mình có thể tùy chỉnh được cái độ kín hở cho em luôn ha. Tức là chị nào mà thích sexy thì mình để không cho em. Thích sexy thì cái chị mặc vô là cái cổ nó đã sâu như vậy rồi ha, không cần chỉnh sửa gì nữa. Còn ai thích kín á, mình chỉ cần nhiếp lại cho em xíu thôi. Đó, kín thì mình chỉ cần nhiếp lại cho em xíu rồi nó kín lại liền ha. Mẫu mới nha cả nhà, mẫu mới cho em. Em chào chị Phương Linh nè. Đường chị yêu ơi, trên live sale nè, 1620 nha. 1620 mẫu mới. Vừa cập bến chắc được vào khoảng 3-4 ngày thôi, vừa cập bến đây. Rồi, hôm nay shop có đủ size cho các chị lựa chọn nè, màu này cũng đẹp nè. Nó không có full đỏ, nhưng mà là nền đen họa tiết đỏ thì em có ha. Tay cũng có những vòng nhẹ. Đầm von nha, này chất liệu von mềm mặt mát lắm, nhẹ tinh ha. Hai lớp nhưng mà rất là nhẹ nhàng ha. Rồi, hôm nay có size cho mình đây, 40 cho tới 65 cân. Từ 40 tới 65 cân thì em có hàng, em có treo ở trên. Trên này là cái 2X nè.
Đó, y chang em mặc thôi, nó chỉ khác là nó to hơn thôi. Nên đem họa tiết đỏ cho em nha, hai lớp may kèm hai túi. Khóa hổng thì được may phía sau lưng ạ. À, rồi chốt đơn cho em mẫu này là 1620, em này có giá là 329.000 cho khách nào mua trên line ngày hôm nay luôn. 1620 em sale cho mình là 329k. Trời ơi, quá rẻ luôn đó mấy chị, thiệt sự luôn á. Bao giá luôn, một em đầm kiểu là thời trang trung niên mà mặc bằng chung bây giờ ha, các chị mua là cũng phải 5-700 một váy rồi. Nè, hàng mới nhà em luôn, vừa cọc bến luôn mà chỉ có 329 một đầm thôi. Đủ size nha, MLXL2X, hôm nay mua đủ size chứ còn đợi thêm mấy ngày sau thì em không hứa trước nha. Cái cổ nó sẽ sắn ra đây nè, sắn ngay cái phần ngực áo cho em ở đây ha. Đó, nhúng 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 ly tôn dán vào một nè, nhìn đầy đặn hơn. Rồi từ đây xuống là sẽ xè che bụng nha. Đó, ai có bụng là bụng tròn bụng to này kia thì thoải mái, mẫu này là che bụng tốt, không có sợ gì hết trơn á. Chị Giang ơi, eo 80 hả? Eo 80 cái này lấy cho em size. Chị thích mặc vừa người không? Vừa y người lấy XL, thích mặc rộng lên 2X giúp em. Nếu mà chị thích mặc vừa y người á, lấy XL cho em, L80 là vừa y luôn. Hay là sẽ mặc kiểu này, nó ôm form như em luôn. Đây em đang mặc size M nè, size M eo dưới 70 cho em ha. 329 chị ơi, hàng mới đó, 329k về có màu thôi. Mỗi một mã số em về có một màu duy nhất thôi hả. Ai thích cái kiểu xoắn này là em chưa có về thêm màu khác nha. Hiện tại là em đang có sẵn hàng đặt giao liền, duy nhất một em đầm cổ xoắn em đang mặc đây thôi. Nền đen họa tiết là màu đỏ. Rồi có túi nè, dễ thương không? Bên trong có lót không mỏng đâu mấy chị ơi, yên tâm. Đây, hàng hai lớp cho em, có lót ở trong nha, có lót ở trong cho em luôn. Rồi 329.000 thôi ạ. À, ai nhanh tay có hàng, chị nào chậm tay là hết nha. Chúc giúp em 1620 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. 1620 kèm số điện thoại, nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá. Hello chị Thanh Mai, eo chị là 82, bận size mấy? Nếu mà eo 82 chị chốt giúp em cái này size 2XL là đẹp nha. Thường là eo cỡ 84 á, 84 quay đầu cho em là cái này xinh nè. Đó, tối đa cho em ha, 84, 85 là vừa y rồi. 84 là còn là thoải mái giúp em ha. 329.000, dễ thương không? Full size luôn. ML, XL và 2X, chị nào dưới 65 cân cho em mình chốt nha. Dưới 65 cân cho em mình chốt ha, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng luôn. Rồi tiếp theo em sẽ qua cho mình xem một cái đầm khác nha. Ui em có cái re này xinh quá trời mà nó lẻ size tiếc ghê. Trời cái này xinh lắm luôn á mấy chị ơi. Trời cái form này lên đẹp nha. Lẻ size rồi, hôm nay còn size bé, có chị nào size bé không? Tầm mà size M á, hôm nay vô coi like của em mà cỡ tầm mà size M nha là hút hụi luôn. Ai hôm nay size M là vô là quá trời đầm đẹp luôn, thường là giá là từ 99 luôn á. Size M mấy cái lẻ size làm sao cho mấy chế 99.000 là nhiều luôn á. Rồi qua mẫu ha, một em đầm ren xòe cổ chéo đi. Một cái đầm ren xòe cổ chéo nha cả nhà ơi, chốt luôn cho em mẫu này. Đây, vam xòe, cổ đắp chéo, cái cổ này mình có thể, để em coi coi. Đó mình tùy chỉnh được cho em luôn á. Nè, màu này mặc lên là auto nhìn gọn dáng liền luôn mấy chị thấy không? Đây, không có sợ là lộ khuyết điểm gì luôn ha. Rồi chốt cho em mẫu này nha, 1522. 1522 hôm nay em còn cho mình là size 1522 nè. Hôm nay em còn cho mình là size M nha, size M 22. Rồi sale luôn. Mẫu em mặc trên người đây có giá là 129.000 đồng cho các chị yêu ạ. À, trời ơi, một cái đầm ren đó. Một cái đầm đen trung niên luôn á. Đồ trung niên nha mà có 129.000, nói ra là không tin được luôn. Ren đẹp, không có bị ngứa nha, không hề bị châm chích ngứa ngáy là khó chịu gì cả. Ren mềm, form cũng đẹp nữa. Này mấy chị coi cho em, bình thường cái này hơn 300 một váy. Tất cả các váy ren đây, cái ren cúc ngọc trai mới về nữa nè, cái đó full size. Còn em mặc là của đợt trước, em này là của hàng gọi là hàng qua đợt rồi đó. Nên là sót lại vài cái size mờ em tri ân luôn ha. Xem như là giá vừa bán vừa tặng đi. 1522 nè, 129.000. Rồi em này chị nào vừa là chốt đi mấy chị ơi, nhận hàng là không làm cái kiểu thất vọng đâu thật. Chị nào mặc vừa cái đồng này bỏ qua là tiếc luôn á, lên form đẹp lắm. Eo gọn dáng liền luôn ha, 129.000, có chị nào size M không? Chị Thảo Vân, chị 57 cân, ô 57 cân thì không vừa chị ơi, 57 cân thì không vừa rồi.
Như váy này của em là em còn có size M nè, em 52 nè. Cỡ 52 như em là mặc gọi là vừa ôm luôn rồi ha, 57 thì không vừa. Đầu này dưới 52 cân hoặc là eo dưới 70 cho em là mặc xinh nha, eo dưới 70 cho em mặc xinh. Giá đang sale 129.000. Uống ngày no luôn á chàng. Giá đang sale cho em 129.000 nha. Rồi chốt 1522 kèm số cho em ha. Là uống cái size 3XL đó. Cái này là không có túi nha. Em này là xè trơn không có túi, dễ thương lắm. Cổ này cổ đắp chéo cho em nè. Đó, tùy chỉnh được độ kính hở nha. Hello chị Minh Châu, 52 cân hả? Đây em 52 cân, em 1m60 nè. Mình đo eo thử giúp em đi, đo cho em cái phần eo thử đi chị ơi. Eo của mình bao nhiêu? Eo dưới 70 thì là mặc y chang em luôn ha. Tùy nha, tùy cái dáng người của mình nữa. Tại vì nhiều khi là cùng số ký mà mặc size khác nhau á. Có đó nha, cùng số ký mặc size khác nhau. Đây là cái chỉ nhớ là đo đúng thông tin cho em, cân nặng chiều cao số đo 3 vòng. Đó, em này eo 70 thôi, em trên 70 là không có vừa nha. Rồi, cái vest nâu đúng không? Ok, sau cái này em lên liền, đợi em xíu. Mà nó có mấy câu mà trôi hết son rồi. Rồi, làm cho mấy chế cái vest nâu. Ủa cái vest nâu xếp ly đây hay là cái vest nâu ở trên? Cái ở trên thì nó không có xếp ly mà nó sẽ có phối cúc. Nè, em có hai cái. Mà cái này thì nó màu thật sự nó cũng không hẳn là nâu. Cái này là nó cam cam be be á chị. Nè, mình coi cho em nè. Gì vậy? Nó cam cam be be. Đây, cái này là vest Hàn Quốc ha. Còn em này là vest xếp ly. Đó, ok không? Muốn nói nào? Okay. Em lên cái súp ly trước ha. Lên cái súp ly trước thì súp ly như lễ size nè. Súp ly còn có 2-3 size gì thôi ha. Để em kiểm tra cái rồi em mặc cho chị coi. Rồi, muốn coi mẫu nào nữa thì cứ nhắn em nha. Em sẽ mặc lần lượt cho mình xem. Đây, qua một em đầm vét nữa. Ôi, này 1515 đúng không ta? Đúng rồi. Ui da, lâu quá không mặc quên luôn, phải ghi chạy nè. Đó đó. Ê, nó không có gì để quên luôn á. Quên, tao quên nó rồi đó. Quên luôn, hàng mới về cái là mấy em lẻ sai là quên luôn. Mấy chị không nhắc thì em quên luôn á. Rồi, qua mẫu nha, em lên cái đầm vest súp ly nè. Lên cái đầm vest súp ly cho mấy chị mình ha. Tiếp theo là một em đầm vest, 3 size nè. Súp ly còn 3 size là M, ML với lại 2X nha. Rồi, để em sale luôn đi. Sale luôn cái đầm này luôn. Đây, đợi em chút xíu. Chất em này là cô tông lạnh nè, nó có cái độ dày dặn rồi, không có bị mỏng ha, nên là không có cần lót vỏ ở bên trong. Vải dày dặn sẵn cho em luôn. Trời ơi, nhìn cái ly của nó thôi là biết là chất lượng như nào đúng không? Rồi lên form sẽ như vậy cho em nè. Đầm cổ vét nha. Mẫu này mình có thể mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc đều xinh luôn. Rồi 1515 em còn 3 size cuối là M, L và 2X. Mỗi size thì trên dưới cũng khoảng là 20-20 mấy đơn thôi, chứ cũng không nhiều ha. 1515 chốt hôm nay cho em 179.000. 179.000 đồng một cái đầm vét luôn, hàng trung niên luôn. Em này mới chế mặc đi đâu cũng được cho em, bằng cái vải xịn đó, hàng cô tông lạnh dày dặn chứ không có mỏng nha. Em này nhận hàng là bất ngờ thiệt luôn. Cầm cái gói hàng này ở trên tay mấy chị hết hồn. Không nghĩ là trong mấy mà mua được cái đầm này đâu thiệt. Chị nào khách mới mua thử đi. Chị nào mà chưa từng mua hàng nhà em đó, mua thử cái đầm này coi có đúng gì mà giới thiệu hay không. Rồi, xếp ly em này sẽ có cái tông màu nâu. Màu này không có phải là kiểu nâu xến đâu. Không phải là kiểu mặc lên mà nhìn mình dừ tuổi thêm nha. Yên tâm cho em, mà để mặc rất là sang luôn á. 1515 chị Phương ơi, chúc mã cho em với. Vest xếp ly mã số là 1515. 179.000 thôi, giá rẻ mà. Lúc nào trên live stream các chị xem là cũng được cái giá tốt hơn là mua trực tiếp tại cửa hàng mà. Bây giờ mà qua trực tiếp shop em là cái đầm này bao nhiêu? Hơn 400. Lẽ sai nha, nhưng mà qua shop vẫn hơn 400. Có điều ở nhà coi live stream nè. Đó, khỏi cần đi đâu luôn. Ở nhà coi live giá rẻ hơn nhiều, 199k. Ô, em lộ 179k. 179k cho em nha. 179k đồng em mặc đây ạ. Chị nào ưng chút đơn 1515. Đồng em mặc 53kg, được chị Lê, chị Chính ơi, được. Mẫu này 53kg ha, bây giờ chị đo eo cho em đi. Mình có cái đứt dây ở nhà không?
mà mấy chị đầu tư thuốc ngay đi, chị nào cũng đầu tư một cái cho em để nhà đi, đó có động lực đo để biết nay là mình lên ký hay xuống ký nữa. Nếu lại mua đồ mình đo số đo nó cũng dễ hơn, nó biết chắc là vừa liền. Cái đầm này nếu mà chị 53 nha, 53 eo chị bao nhiêu nè, eo dưới 70 là chốt giúp em là size M, còn eo mà từ khoảng tầm mà 71 cho đến là 74 á là mình lên size L cho em ha. Chắc là cỡ size L ha chị Chính rồi, cỡ size L không, đo thử em coi kìa, em đo thử cho em biết nè, em tư vấn cái size cho mình luôn. Rồi size M eo dưới khoảng tầm là 70. Đây em mặc thì thật ra nó vẫn còn dư đó, nhưng mà để mà thoải mái như em ấy, chị thấy không, mặc vô thoải mái thì tầm là 70 thôi, kéo ra thì nó vẫn dư nè, nhưng mà mặc vô nó ôm quá nó cũng khó chịu. Size M eo dưới 70, size L eo tầm 74-75 cho em là mặc xinh thoải mái đó. Em còn 3 size, còn không là phải lên 2X, tại vì cái đệm hết XL rồi, hết size XL nha, em còn ML với lại 2X thôi đó. Nhanh tay nha, bên em tư vấn size rồi em sẽ giao hàng cho mình ha. Đây thế xếp à không, cái này nếu mà cái em mặc mà không có size của mình có thể xem thử cái này nè chị, cái hàng cúc này nè, cái vết hàng cúc chữ A này của em ha, thì nó sẽ có size cho mình full hơn, cái này nó sẽ có đủ size hơn, ML, XL, 2X em đều có luôn đó. Cái zip ly thì em hết rồi, hết size L rồi, còn cái này nó sẽ full size hơn mà kiểu nó khác nhau đó, quan trọng là chị thích cái kiểu nào thôi ha, để em lên mẫu cho mình xem. Rồi em mặc đây là 1515 nha, ai thích màu nâu của em không? Ủa cái đầm đen hả? Không, cái đen hồi nãy hết size của chị rồi, cái đen nãy là nó chị được tầm eo 70 quá. Mình đo thử cho em đi, xinh xinh á. Eo 70 quá chị ơi. Mỏng vậy? Cái đó hơi mỏng hả? Eo 70 quá chị Chính thôi nè, em mặc chị thấy em mặc vừa y luôn á. Em 52 nè, em eo 70 em mặc vừa y luôn. Chị Chính cao bao nhiêu với lại eo bao nhiêu mình đo thử giúp em đi. Đo thử giúp em coi vừa không, tại em là em mét 60 nặng 52 cân thì em vẫn mặc được. Đó, eo 70 nha, 70 cho em. Bữa nào coi con tô đi. Thôi giờ này không muốn mua hàng nữa. Rồi, nhanh tay nha, ưng mẫu nào nói em biết nè, em mặc trên người đây. Ủa mỏng đen luôn. Thấy hết bên trong. Không, mình có nhiều áo dây mà. Mã xe, mã số kèm số điện thoại giúp em ha, đầm em mặc trên người đây. Kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà, mã kèm số điện thoại cho em. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ xem trước thanh toán nha. Năm chục một cái đó hả? Rồi tiếp tục em qua mẫu cho mấy chị xem. Hay là em mặc thử cái này không? Mấy chị thích coi cái vest này không? À hay cái đèn khác đi. Không có ai vuông giống em hết trơn, không có mình. Đây, cái đen kia không vừa, em có cái đen này cho mình có size hơn nè chứ ơi. Cái đen này là chất xốp. Cái mặt kia là cái trơn. Được không? Chất xốp được không? Hay là chị thích ren? Ren thì em, à em cũng có một cái ren này đang sale nè, 53kg em nghĩ là chị mặc cái ren đây, 53kg em có cái ren này nè, không biết chị thích không nha. Cái này cỡ tầm là dưới 60 cân mặc xinh cho em nè, rồi em xíu 60-62 cũng được luôn. Đây chứ, đợi em chút xíu nha. Em này thì giá của nó là 199. Cái đó này nó hơi ngắn. Ê, giống như hợp cái quẩn mày á. Thôi, cái này còn ngắn mà. Rồi, em này mã số 1583 chị Chính ơi, cái mẫu này được không? Em này thì nó sẽ có size là size L với XL nè. Đó, tầm size của chị đó, cỡ tầm là 50, 54 cho tới là 62 cân. Em tưởng hơn. Ôi mà cái cổ nó hơi rộng nè. Cái đó là phải mặc thêm một cái áo dây trong. Đúng. 50. Nhưng mà nó hơi ngắn nó cũng hơi khó phối váy. À hơi khó phối kiểu kia nè. Chắc mặc thêm váy ngắn. Rồi, em này mã số 1583 nha, sale luôn mấy chị ơi. Còn hai size, còn có 12 cái à. Em còn có một cái size L nè. Một cái size L với lại 11 size XL nha. Thôi ơi, Sài Gòn máu len cho chảy mỡ hay gì? Không, len móc á. Len móc á. 1583 179.000. Ủa kem trộn hay gì? Ủa kem trộn. Rồi, xe bữa này 179k cho em ha. Trời ơi, một bữa lai bất ổn. Trời, cái giọt là xanh chầm như là căng luôn. Ừ, nó là mang dép này rồi đó nha, mang cao gót rồi sao trời. Đây, tranh thủ với chứ ơi, xe luôn cái đầm này cho em ha. Cái gân nó màu tím luôn thấy không?
179 cho đầm đen em đang bận nha. Hiện tại em đang có cho mình là hai size. Em đang có cho mình là hai size, là size L với size XL ha. Khoảng tầm là size L 50 chứ. Quên, em nhầm. Từ 50 cho tới là 62 cân các chị ưa mặc được cho em cái váy này luôn. Tay của nó là tay nhún nè. Dễ thương lắm. Cái tay nó có nhún á mấy chị, nó có nhún nhún ở đều ở ngoài đây nè, có cái đường nhún thun ở ngoài đây rất là xinh luôn. Giá ngày hôm nay rồi. Rồi giá ngày hôm nay sale cho mấy chị là 179 ha. 179 ca cho em mẫu đang mặc nha. Cổ là cổ vuông tim nè, dễ thương không? Hai size cuối cho em là size L và size XL nha, 50-62 cân. 50-62 cân mặc xinh nè. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm, shop sẽ giao hàng đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu là xem hàng trước thanh toán luôn. Còn đúng hai size cuối cùng. Mỗi lần cười là nó xấu quá. Nhưng mà nó trùng với cái kia luôn. Đó, nó trùng với cái này nè. Ừ, cười bởi vì bên này nó sâu nè. Rồi, 179 ngàn cho em ha, 1583 xe 179. Rồi em qua mẫu nha. Muốn em ra mẫu nào, muốn em lên mẫu nào. Muốn lên mẫu nào mình lận cho em. Tiếp tục bây giờ em qua mẫu khác nè. 1583 đồng này em sale giá 179k nha cả nhà ơi. Quá rẻ luôn. Bình thường hơn 300. Những like trước của em cái váy này là phải hơn 300, mà hôm nay sale có 179.000 đồng thôi. Chị nào mua trước là coi like cho hết hồn. Em còn có mấy cái nè, mấy cái cuối này là em để em tri ân thôi, chứ thật sự là cũng phải bán nữa, vừa bán vừa tặng đó. Đa số là tặng cho mấy chị mình ha. À, em có cái xanh nè. Có chị nào chốt được cái xanh này chưa? Cái xanh kim sa này hôm nay em còn có mấy cái thôi đó. Đây, ai chưa có cái xanh này là phải hốt liền. Hôm nay em còn, trời đất ơi, size đếm như đầu ngón tay có 2, 3, 5 cái thôi mấy chế. Nè, range xanh của em hiện tại chỉ còn 3 cái size M. 3 size M ha, size L nhiều nhất, size L nhiều nhất là có 10 cái rồi đó. 10 cái size L nè, 2 size XL và 5 size 2X cho em. 40. Có thể chuyển khoản. Không, em đang cần tiền chuyển khoản. Mấy chục ngàn còn cần tiền chuyển khoản nữa cha. Vậy tại sao em phải chuyển khoản? Rồi, tiếp tục lên cho các chị xem của em mấy khác nha. Mẫu em mặc là 1583 nha cả nhà ơi. Tranh thủ đặt sớm giúp em nè, sale luôn. Sale luôn với giá tiền sẽ là 179 ngàn ha. Muốn chuyển hay chuyển thì đi ngủ thôi. Đây, em này. Em này sẽ có giá, ui mặc lộn size 2X rồi mấy chế ơi. Thôi để em kẹp nó lại. Nhưng mà cái này eo 2X to lắm. Mấy chiếc size to to một xíu á. Mấy chị mà size tròn tròn ngồi xíu. Cái này size 2X em nó tới 90 luôn á. Đó, chị nào mà cỡ 67, 68, 70 cân nha. Chốt đơn liền. Không có về thêm đâu. Hết làm hết hàng luôn á. Rồi, bao nhiêu đầm, bao nhiêu bộ đầm đây hả chị Trinh Trinh? Sale cái này luôn. Váy xanh của em nha, toàn bộ đầm là kim sa hết luôn. Mấy chị thấy lấp lánh không? Đó, full đầm là em có đính cườm ha. Rồi, màu xanh nha. Xanh này hôm nay em còn mỗi size có mấy cái. Sale luôn, 229.000. 229 ngàn cho các chị yêu của em ngày hôm nay. Bình thường mẫu này các chị xem những like trước là cũng phải hơn 300 đúng không? Xả luôn, 229. Xè hai tay phòng. Nè, em đang mặc cái 2X nè. Hôm trước mỗi lần mà em mặc mấy cái size M, mấy chị khách là cứ một mực đòi lấy cái size to ra cho chị coi, là coi coi đúng mẫu hay không. Thì đây mình coi giúp em ha. Mẫu đang mặc trên người em là size 2XL nha. Em kẹp vớt nó lại cho nó to quá. Đó, yên tâm chưa? Đã mua hàng nhà em mình không cần lo về cái chất lượng rồi. Mặc sao là em giao vậy? Mình được tư vấn size trước khi giao và kiểm hàng trước thanh toán nha. Đó, hai lớp có túi nè. Nó y chang cái size M của em mặc thôi đúng không? Nhìn thôi là mấy chị biết chất lượng ra sao rồi. Tay nhún nè, tay thấy không? Chuẩn mẫu 100%. Nói chung cái chị cứ mua thử một lần đi là biết form biết chất liền. Em này sale luôn ha, 229.000, tranh thủ nha. Em đọc lại cái số lượng nè. Đâu rồi, mới kiểm tra bay đâu mất tiêu rồi. Khoan, nãy mới đọc xong. Đây đây, em còn cho mình là 3 cái size M. Chị nào thích range xanh của em ha, ai đang chuẩn bị tiệc tùng này kia đó,
chốt cái này liền ha. 3 cái size M, 10 cái size L nha, 2 size XL và 5 đơn size 2X nữa thôi. Tổng cộng em chỉ còn có nhiêu đó ha. Chốt chốt đơn liền giúp em, ưng là phải chốt sớm. Ồ còn chính xác là 20 cái luôn. Còn chính xác chưa mấy chị là 20 cái chia cho 4 size luôn đó. 229.000 nhanh tay. Cái này còn ít, em không có sale lâu. Em không có đứng lâu nha, em qua mẫu nhanh thôi. 1609 và kèm số cho em ạ. 229.000. Ngon mà. Sao? Nha, 229.000 đồng, 2 chút đơn liền tay cho em mã số này luôn. 1609 và kèm số giúp em ha. Hello chị Thanh Tử, đồng đẹp này hôm trước chị mua hơn 300. Đó, thấy không? Khách em ở cho review cái đồng này em còn đúng 20 đơn cuối cùng. Và hết là bỏ mẫu không về thêm. Chị nào ưng là phải chốt đơn sớm. Hàng nhà em sẽ giao đến tận nơi hỗ trợ cho mình là xem trước thanh toán. Nếu như chị nào mà chốt cái váy đen xanh kim sa này của em mà không có size hết hàng thì mình có thể đổi sang cho em cái đồng ren mới này ha. Em mới về cái ren đính cúc ngọc trai cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà cái này thì không có kim tuyến nha, mỗi cái nó mỗi kiểu khác nhau. Rồi lấy xanh em mặc trước mã liền chị. 1609 cho em, phải đặt mã số, không có mã không có chút đơn được, tại vì mình thấy đó em còn mấy cái ren nữa nha, cùng màu xanh rất là nhiều. 1609 kèm số cho em, nhanh tay có 20 cái thôi, còn đúng 20 cái cuối cùng cho mấy chị thôi. Trong đó là 3 cái size M, 10 cái size L, 2 size XL và 5 đơn size 2X là em chính thức cháy hàng cái đồng này luôn. Đi tiệc đẹp nè, form này sẽ không có sợ là kén dán mật đâu. 229.000 đó chị Sáu ơi, em ghim cái mã số cho mình nha. 229 xu thôi, rất là rẻ đúng không? Một em đồng ren đi tiệc thời trang trung niên đó mà em sale giá hết hồn, như này người ta bán ở ngoài là phải 700-800, em sale 229 luôn. Full đồng sẽ có đính kim sa cho các chị yêu đây, lấp lánh rất là xinh, tay nhúng phòng đó, chốt đơn nha. 20 cái cuối cùng thôi đó, hết là bỏ mẫu rồi. Bây giờ em lên cái xanh cho mấy chị yêu coi ha, lên tiếp tục một cái xanh mới về. Cái kia thì nó không có kim sa. Chị nào không thích lấp lánh á thì em lên cái mẫu khác nha. Rồi qua mẫu nè, nhanh tay mấy chế thôi, em không có về thêm đâu đó. Hôm nay coi like mà thấy cái nào ưng nè, có size của mình với lại là thấy cái giá kiểu như là hợp túi tiền mình rồi thì mình chốt luôn. Tại vì mỗi mã em về có một lần thôi à. Đợi đợt sau là em về kiểu khác chứ không về kiểu này. Đây, mẫu mới đây. Rồi tiếp tục một cái đầm ren cho mấy chế nữa, nhưng mà kiểu khác hoàn toàn luôn. Em này thì sẽ là cổ gì ạ? Cổ vuông. Tay này thì không có nhúng nha, à không có nhúng thun ở đây mà là tay phồng, tay nhúng ở trên vai ha. Rồi qua mẫu nè. Ok chị Sáu nè, với chị biết lấy cái 09 ha. Đây em qua cái khác, em qua mẫu liên tục nha. Đây là cái chị ơi mình tranh thủ thấy cái nào đẹp chốt sớm giúp em. Rồi tiếp theo sẽ là cũng là một cái đầm ren cho cái chị mặc đi tiệc luôn, nhưng mà em này thì không có kim sa, em này sẽ là ren hoa thôi, ren hoa cho mấy chị yêu thôi. Đây hoa năm cánh, một em đầm ren hoa mới cập bến của nhà em, sẽ có đính kèm là cúc ngọc trai. Form cũng vẫn là form xè gọn dáng cho em ha, size nào cũng có nè. Đó xè cho mình nè, 40-65 cân, 40-65 cân mặc xinh luôn. Màu nào cũng đẹp chốt liền, hôm nay xe rẻ mà. Rồi cái váy của em ở trên line này sẽ có giá là 349.000 đồng. Cho một em đầm mới cập bến thì giá như vậy là quá tốt luôn. Thay vì qua trực tiếp shop, bộ này em vẫn bán là hơn 400. Thì các chị mình ở nhà coi live stream, 349 thôi. Rẻ hơn 100k nha, vẫn rẻ hơn cả 100k luôn đó. Rồi chốt cho em mẫu này là 1616 cả nhà ơi, 349.000 nè. Ai lấy ren em mặc chút 1616 không ngứa nha chị, ren nhà em mặc mềm. Ren nhà em mặc mềm, thoải mái, không bị châm chích, khó chịu, không bị ngứa gì hết nha. Nhận hàng em giao mình kiểm tra nè, mặc sao là em giao vậy thôi. Đây form của nó đây, xuất sắc chưa, nói chung đẹp từ form tới chất luôn ha. 349.000 chị Anh Nguyễn ơi, chúc bạn giúp em nè. Lên đơn mã kèm số nha, 1616 và kèm cho em cái số điện thoại. Em chào chị Nga Hồ nè, chào cái chiêu mới vào luôn. Chị yêu nào đang thấy live stream của em mình tương tác bằng cách là chấm bài ha, chấm bài thả icon hay gì đó để kiểu như là không có bị ẩn comment đó mấy chị, với lại tăng cái lượt tương tác với shop ha.
Có miễn ship nhưng mà đơn từ 600 nha chị Sáu ơi. Hôm nay là em sale trên từng đồng rồi. Đó, ví dụ như cái đồng ren của em đi ha, cái váy ren này đi, tại shop là hơn 400. Ở trên live em sale chỉ còn bao nhiêu? 349. Đây là em đã sale từng đồng. Các chị mình cố gắng gộp đơn cho em từ 600 để em miễn phí vận chuyển nha. Mua một đồng thì em sẽ hỗ trợ một phần thôi. Thành phố ship 20.000 đồng. Em có hỗ trợ rồi nên cũng không có bao nhiêu đâu. Ship thành phố là 20.000 tất cả các quận. Ship tỉnh hoặc thành phố khác sẽ là 30 ha. Dạ, 1616 là cái này diễn viên nè, ren em mặc nè. 1616 là mẫu ren em mặc nha, có giá là 349.000 đồng. Hàng mới đủ size, em này thì size nào cũng có ha. 40-65 cân vừa đẹp cho em, form dài qua gối và ngang tầm bắp chân. Dưới 65 cân hoặc là eo 86 độ về cho em. Ren xanh dài hả chị? Hôm nay em không có ren xanh dài chứ ơi, em có. Em có cái chất ánh kim đủ không? Nè, em có cái kiểu này nè. Em có cái kiểu dạ hội dài không phải màu xanh. Em này ha, em này là vải ánh kim chị ơi nè. Có dài nhưng không phải màu xanh được không? Màu này sẽ là màu bạch kim. Màu bạch kim với là màu vàng đồng nè. Đó, bạch kim với vàng đồng thì em sẽ có cái dáng nó dài tới cổ chân luôn. Chứ còn màu xanh thì em về cho mình là cái kiểu này. Nó chỉ dài vậy, lưng lửng thôi. Cái váy của em là vừa dài, nó là vừa thôi chứ không có quá dài. Em 1m6 là tới đây. Chị cao bao nhiêu ha? Nè, mình thấy em mặc không, 1m60 là nó ngang gốc chân thôi chứ không có dài quá nha. Đầm này là dạng dáng lỡ thôi, mấy chỗ không có quá dài. Còn dáng dài hơn thì đây, em có kiểu này, dạ hội. Dạ hội ánh kim được không? Hai em này đi tiệc là bá cháy luôn mấy chị ơi, xuất sắc nha. Hoa văn là kim tuyến hết luôn. Đó, cái màu vàng đồng nha, cái màu bạch kim. Rồi, ưng cái nào thì nói em mặc cho mình xem nè. Còn không thì em có xanh lá đậm. Nè, em có kiểu dạng xanh lá đậm dày được không? Mà cái mẫu này em cũng lẽ sai rồi. Đây, nè, em có cái xanh này form dài nè. Nhưng mà cái chất của nó là chiếc phông chứ không phải là ren. Em có cái xanh dài này đang sale ha, 199k luôn. Ôi, dạ hội mà mấy chế nghe không, 199 đó. Dạ hội mà đang sale chỉ 199.000, có chị nào chốt chưa? Có ai chốt được cái dạ hội này của em chưa? Em đem mẫu cho mình xem nha. 199.000 luôn, quá xá rẻ. Em còn cho mình là hai size ML để em lên cái màu xanh lá đậm này mình coi thử. Nó cũng là dạng xanh rêu rêu đậm đó mấy chị. Không có kén da đâu, mấy cái màu này cũng dễ mang nè, không có sợ kén da. Rồi, ai lấy xanh em mặc không? Ai lấy xanh em mặc không? Chút xanh em mặc đây, mình đặt giúp em mã số nha. Chút xanh em mang là 1616 nha cả nhà. Em này là ren mới đó, form đẹp lắm. Cái mẫu này là đúng kiểu gọi là đẹp từ phong tới chất luôn á. Ren mềm, dày dặn chứ không có phải là quá mỏng nha. Mà có lót ở trong nữa. Đây là không có sợ là bị xuyên thấu. Rồi, em qua một cái đồng sale 199k nha. Nói chung là giá nào cũng có, chứ không phải là chỉ có 300 mấy đâu mấy chị ơi, từ 99 mà. Em có sale đồng 99 nữa đó. Chút xíu để em lên cho mình coi thử nè. Mình đang tìm sản phẩm như nào ha. Có thể là bình luận cho em ở bên dưới để em lên mẫu cho. Rồi, dạ hội chiếc phân. Đây, các chị nào mua đồng này của em chưa? 1312 nè. Em này sẽ là form dạ hội, dáng của nó sẽ dài. Đây, 1312 em mặc đây thì cái form nó sẽ dài tới cổ chân luôn. Chút chiếc phông nha, tay loe cho em cái màu lạ không? Nền xanh và họa tiết màu vàng cam rất là sáng da luôn. Em này xem 199 nè. Chị chốt áo 1619, 1619 là cái chi ta em nãy giờ? Tự nhiên quên ngang luôn ấy. Đợi em xíu nha. Đợi em một xíu. Hồi nãy em mặc là 1609 á. 19 em lên chưa ta? 19 em không nhớ là em có lên chưa. Khoan khoan, đợi em xíu nha. 1619 hả? Chưa. Lộ mã hả chị ơi? 1609 đúng không? Cái đen xanh đúng không? Cái đen xanh kim tuyến là 1609 á chị ơi. Nè, em cho mình coi lại. Đây, em này là 1609 nha, không phải là 19 đâu, 19 là cái mã khác rồi. Nè, ren xanh tay nhúng, ren xanh tay nhúng, đây đúng không chị? Cho em xin là, kiểm tra lại giúp em nè, xem lại giúp em với. Đây, ren xanh kim sa, em này mã số là 1609 nha, cái này là 229, sa có 2-3 cái thôi chứ không có nhiều. 1609 là cái ren kim sa.
Đây này chị Sáu, chốt lại giúp em với. Tại em thấy mình ghi là mã sai rồi đó. Ghi mã đó là cái đầm khác rồi, cái đầm chưa về hàng đâu. Cái này đang có sẵn nè, 1609 mình ghi lại giúp em ha. 1609 kèm số điện thoại. 1616 hả chị Kim Liên? 349.000, em đó là đầm mới về của nhà em nè. Đầm này là mới ra mắt của nhà em luôn ha. Vừa về hàng cách đây có bao nhiêu, mới có khoảng 3-4 ngày thôi. Vẫn đang là đủ size đó, vẫn đang là đủ size cho cái chiều lựa chọn nha. Đợi thêm mấy ngày sau thì chắc là có thể hết hàng. Rồi, ai thích ren xanh đính cúc không? Em này thì full size hơn, mẫu này mới về. Đây, ren xanh đính cúc, mẫu này thì đính cúc ngọc trai ha. Đây, 1616, em chào chị Nguyễn Hoa nha, chào cái chiều mới vào like nè. Rồi, ren xanh mới nhà em, trời ơi, cái này đẹp, phải móc nở đây. Móc nó ở đây để cho mấy chế vô coi nè. Đó, hàng mới là phải ưu tiên nó chút xíu. Em cao 1m60 nha, nặng 52 cân. Và hiện tại là em đang mặc size M. Rồi, cái dạ hội này có 199.000 nè mấy chị. Dạ hội em mặc nè, nguyên cái đầm dạ hội và chiếc form luôn. Form dài tới cổ chân, trời đất ơi, có 199.000 thôi. Hai size cưới là ML cho em ha. Tay là tay loe, khoảng là 55-57 cân đó, eo với 76. 55, 57 cân nha, 76 cây đầu cho em ha. Rồi, ai lấy mẫu này chốt đơn. Cái sau là cái đính cúc đúng không? Cái này là 349.000, mã là 1616 nha chị ơi. 1616, ôi chị Sáu. Rồi, vậy là chị hợp với cái đầu này luôn nè. Cái mã trùng với cái tên của chị Sáu luôn. Em này là 1616 nha, bình luận lại giúp em với. Mã số là 1616 cho em ha. Mỗi đầu một mã khác nhau đó. Tất cả các hàng mà em giới thiệu cho mình nãy giờ nha, đều là hàng của nhà em thiết kế. Nên là cái chị mình không cần lo là về cái chất lượng cũng như là đụng hàng ở đâu hết. Tại vì hàng nhà em may nè, tem mạc nhãn mát đầy đủ cho cái chị mình luôn ha. Không có lo đụng hàng nha cả nhà ơi. Đây, xanh là 1616 cho em nha. Em cảm ơn chị Thu Việt nha, chào chị yêu nè. Đồng đã ở sau em hả? Trời ơi, hỏi đúng mẫu luôn, mới về của nhà em. Chờ cái chị vô hỏi cái này để em mặc nè. Đó, chờ mấy cái đồng mới này, chờ mấy chị vô hỏi đem còn thay đồng mới đây. Đây, hoa đỏ đúng không? Rồi, áo em mặc hả? Áo em mặc có màu đen nhưng mà màu đen nó còn có size M thôi chị ơi. Để em xíu nhà sau cái này em lên cái đỏ cho mình coi. Cái áo em mặc là thật ra là em có màu đen nữa. Nhưng mà màu đen á là hôm nay em chỉ còn size M cho những chị nào dưới khoảng là 52 cân. Nè, đây size M chứ ơi, hai màu. Màu đen đây, áo em mặc hai màu nha, xanh với đen. Xanh là 1312 nha, xanh em mặc là 1312. Cái xanh thì là còn size M với L ha, xanh là còn M với L. Còn màu đen là chỉ còn M thôi. À, vàng đồng 75, đu chị Hiền, cái đó ok, vàng đồng với bạch kim, hai cái. 75kg là chỉ có hai cái đó để mình lựa chọn thôi, chứ cũng không có nhiều lựa chọn nha. Chị nào 70-75 để em lên mẫu cho. Rồi, cái này eo cho em là thoải mái là cỡ tầm 72. Tối đa lên cho em size M là lên được tầm 74. Đó, hai màu. Nè, eo 72 là thoải mái, còn 74 là kiểu vừa ôm. Eo em 70 thì mặt nó hơi rộng một chút xíu. Đây, đồng giá 199.000 ha. Dạ hội em có hai màu cho cái chị lựa chọn. Dạ hội màu vải chiffon nha. Còn dạ hội màu vải ánh kim là cái khác nữa. Em này sale giá 199.000 đồng. Chị nào thích đen? Chị nào thích đen chốt giúp em 1313. Đúng rồi, ai thích màu đen chốt giúp em mã số là 1313 thì khoảng là dưới 52-53 cân, eo 74 quay đầu nha, 72 thoải mái, 74 là vừa ôm. Còn cái xanh em mặc thì eo dưới 76, xanh mã số là 1312, đó, xanh 1312. Chị Hoa ơi, cái này mình đo eo đi, chính xác giúp em hơn cái eo nào. Số ký là nó chỉ tượng trưng thôi, tại vì tùy vào chiều cao nữa với lại số đo 3 vòng nó mới chính xác. Số ký nó hên xui lắm, như em 52 em mặc size M vừa nè, có khách 52 là phải lên tới size LXL rồi. Đó, nên mình đo eo cho em ha. Rồi em qua cái màu đỏ phía sau, 60kg hổng vừa chị Hà ơi, đồng này eo dưới 76 thôi, cỡ 57. 55-57 cân cho em thôi chứ ơi. Cái này 60 cân là hơi ôm. 60 cân mình xem cho em cái này nè. Đây, 60 cân mình xem giúp em cái loại này nè chứ ơi, hai màu này nè. Đó, em có hai màu này nè, bạch kim với vàng đồng. Hai cái đồng dạ hội đó là lên được là từ 50-75 cân nha. Mẫu đó ok hơn cho em, nó cũng là dạ hội mà gọi là chắc nó gọi là sao ta xịn hơn một xíu ha, tại vì vải của nó là nó vừa co giãn mà nó vừa lấp lánh nữa đó, nói chung là nó nhỉnh hơn một chút xíu đó.
Rồi đây, cái đỏ phía sau em. Ui cái này xinh lắm ấy chứ ơi. Mấy chị hỏi hỏi để em thay mẫu nhiều nhiều chút xíu nè. Đó, để em còn lên hàng mới nữa. Đây, cái mẫu này cho em 1620. Mới về nha, mới về 1620. 1620 đầm mới của nhà em. Rồi, like này luôn. 329k. Chị Nguyễn Hoa hả? Eo 84 hả? Eo 84 đúng chị Nguyễn Hoa. Eo 84 thì chị Nguyễn Hoa mặc 2X nhà em là ok rồi. Nếu mà chị Nguyễn Hoa mà eo 80 là phải mặc 2XL cho em ha. Em chào chị Nguyễn Hằng ạ. Rồi đây. Ủa 55kg hả chị? 55kg eo 8. Eo 84 là phải mặc size 2X nha. Đó mấy chị thấy không? Nhiều khi khách cho em cái số ký đó là nó thuộc về cái size này, nhưng mà đo cái eo là đó là phải tăng size rồi. Nên là em cần mấy chị là chính xác giúp em cân nặng chiều ca số đo 3 vòng. Cái này đẹp đúng không? Xinh quá trời xinh, em mới nhìn lần đầu em cũng thấy nó đẹp rồi. Rồi về bốn size ha, mẫu đang mặc trên người em 1620. 1620 mẫu mới nè. Quá xuất sắc luôn, không có gì để chê luôn mấy chị ơi, từ von tới chết. Em này chất von mặt mềm mát nè. Cái cổ này nha, nếu mà chị nào thấy là như vậy gọi là hơi hở thì mình có thể đơm nó lại nha, rất là dễ dàng tùy chỉnh cho em. Nè cái cổ nó là mặt vô nha, mặt vô là nó sẽ như này. Mặt vô thì độ sâu của nó sẽ có như này. Còn ai mà thích kín hơn đúng không? Nè, em đơm nó lại cho mấy chị coi nó kín không. Nhỏ kia đơ kẹp hai cái kẹp đen đâu vậy? Đây con cái rồi. Đây em nhíp lại cho mình coi. Chị Việt eo 90 hả? Chị Việt eo 90 em có mấy mẫu cho chị Việt nha. Đợi em xíu chị Việt ơi. Rồi cái này eo của em ha. Sao em nhíp lại là thấy nó vừa, nó không hở rồi đúng không? Đó ai thích kính thì đơm lại xíu thôi, ba vài giây là xong rồi. Đó chốt giúp em mẫu này là 1620. Em này là siêu phẩm mới ra mắt, em có chân ở đây nè. Đây, hàng chuẩn mẫu giúp em 100%. Mặt sau là dao vậy ha. Phía trên đó là 2X đó. Là eo cỡ 84 nha. Còn em mặc size M, eo 70 nè. Đây, tùy size mỗi chị, tùy số ký mỗi chị mà có size tương ứng. Rồi đây đầm em mặc thì các chị ơi đặt theo size chuẩn cho em thôi. Mẫu này thì form mà không có quá to nha. Và cái chất von thì nó không có to giãn nhiều nên em không có trừ hao được nhiều. Mã này của em là 1620. Đẹp quá, cho chị một đơn size L. Chờ chị Trà Giang chốt mã số cho em đi. 1620 kèm cho em cái số điện thoại chị Trà Giang ơi. Chốt đơn liền, chốt đơn liền. Em này tại shop hơn 400. Cái váy em mặc nha, mà qua trực tiếp cửa hàng là hơn 400 đó. Nè nó sắm ở đây ha. Cái em này các chị phải thấy nó ở ngoài cơ. Ở trên live nhìn nhìn cái ngực áo không có thấy rõ. Nó là sắm nha, sắm ngay cái phần ngực áo cho em. Nó có nhúng nhúng này nè. Nó có nhúng nhúng như vậy nè. Nên là những chị nào mà vào một khiêm tốn á, mình mặc nhìn nó trông đầy đặn hơn. Rồi từ đây ha, từ đây xè cho em không lo lộ bụng luôn ấy chị ơi nè. Xè che bụng cho em nha, hai lớp hai túi. Rồi 329.000 cái váy này luôn. 329. Cái này không vừa chị Thu Việt. Cái này không vừa, eo 90 cái này không vừa, eo 90 lên cái khác nha. Eo 90 chị thích cái chị thích kiểu dạ hội thì em có hai mẫu này. Đây, eo 90 em có hai cái đầm này là dáng dạ hội form dài nha. Rồi, chị thích kim tuyến không? Cái ren này hồi nãy em mặc nè. Eo 90 chị cũng vừa nè chị Thu Việt ơi. Thật sự luôn là eo chị nào mà dưới cỡ 84-85 á thì có rất là nhiều lựa chọn. Còn eo mà trên cái số đó rồi thì nó sẽ hơi ít lựa chọn hơn một chút xíu. Đây, eo 90 em có cái đầm ren này. Eo 90 em có cái đầm ren kim sa màu xanh nè. Rồi, em có cho mình là cái semi tay lưới. Đây, cái này eo 90 cũng được nè chị Việt, thích cái này không? Tại hơi ít mẫu quá, eo 90 là chỉ có mấy mẫu thôi hà. Sơ mi tay lưới eo 90 mặc được nha, màu đen. Lên form rất là gọn dáng luôn. Đó, với lại là hai cái này. Hai cái dạ hội sau em nè. Eo 90-95 mặc được nha, hai cái này thì thoải mái. Hai đầm này thì big size rồi, hai cái đó co giãn tốt lắm. Eo 95 mặc vẫn ok nha. Ok chị Thanh Thảo chúc cho chị đầm em mặc nè. Ủa em chưa ghim giá hả? 1620 cả nhà ơi, chốt đơn cho em mẫu này là 1620. 329.000 em ghim cho mình nha. Đó, chốt mã kèm số điện thoại cho em ha. Đầm xinh quá, mua một cái mặt đi đám cưới liền. Đúng rồi chị Thảo, chốt đơn liền, xinh quá trời xinh. Em này chốt là đúng bài luôn đúng không? Mặc đâu cũng xinh hết. Mà cái váy này mấy chị mặc không những đi tiệc nha, đi du lịch chụp hình cũng xinh lắm.
xè cho em nè, mặc lên form gọn dáng ha, nền đen họa tiết đỏ, tính ra cái màu này hiếm á, cái màu này hiếm á nha, bình thường ít cái mấy cái màu này lắm. Bao nhiêu tiền em? Dạ 329 ạ, 329k. Rồi em lên mình coi thử cái dạ hội ha, hay là muốn em lên cái nào không? Cái kim sa, cái kim sa với cái sơ mi tay lưới là cũng eo 90 được đó. Dễ thương không chịu việc, nhưng mà có ưng được cái nào không để em giới thiệu cho mình luôn nè. Và tại vì á eo 90 thì em hơi ít mẫu, chứ còn được thêm nữa thì em lên cho mình coi nữa rồi. Hay là cái tay lưới này không, cái này em thấy xinh nè. Em này là còn size to thôi, mấy chị size to chốt cái này cho em. Đây em lên cái sơ mi, em cũng đang định mặc cái sơ mi luôn nè chị đài cá ơi. Trời ơi chị thiệt là gọi là sao ta, gì tâm mỹ tương thông với em hả? Đây em lên cái sơ mi nha. Coi phim riết liệu luôn. Rồi em lên cái sơ mi cho mình nha. Cái sơ mi này dễ thương nè, tay lưới chất to giãn phong cũng khá là to. Mày là thấy mày khỏi ngủ quá, mày nhiều chuyện quá. Đây em này là sơ mi ha, nhìn em mặc thì thấy nó vừa, tại vì cái này cái size của em đó, nhưng mà em chỉ còn là còn size to thôi, em còn là còn size cho mấy chị size lớn á, cỡ 60-67 cân ha. Em cảm ơn chị Thanh Ngọc nha. Chị Thanh Ngọc ơi, có muốn mua đồ đi tiệc không, có muốn mua cái đầu nào đi tiệc không, chốt một cái nè. Ờ trời ơi quá xịn sò. Bút địa chỉ liền, cho địa chỉ ship một cái liền. Đúng rồi, phải cười chị Thanh Ngọc chứ không lẽ giờ sao. Trời đất ơi, cười dày mà mấy chị còn chưa mua cho em cái nào nữa đây nè. Rồi tiếp tục nha, mẫu này cho em sẽ có size eo 88-90. Eo 88-90 gọi là hàng hiếm rồi đó. Bao nhiêu mẫu eo 90 ta? Có 4 mẫu eo 90 thôi. Ha, à, có 4 mẫu 90 thôi. Đây là hơi ít lựa chọn nha. Đây. 1542 nè, sơ mi nè. Đó, nãy ai hỏi em cái sơ mi không? Cái này là cái tay kim tuyến nha. Đã không? Cái tay kim tuyến cho em ha. Hai bên tay sẽ là phôi lưới kim tuyến. Rồi, em này sẽ có eo là từ 88-90 đâu, cái size 2X của em đâu rồi. Nhớ để em cái đây nè. Mô. Đâu rồi? Ai lấy rồi? Em có cái này size 2X, em có khui cái rồi mà ta. Đâu mất teo rồi. Đây. Eo to nè, trên tay em đang cầm là cái size 2XL nè. Mẫu này màu đen á, đây là mấy chị mà mình tròn người có bụng, mình mặc nó sẽ gọn hơn ha. Yên tâm cho em, đây. Size 2X đây trên tay em. Rồi, có một hàng cúc ở phía trước ha. Rồi phía sau lưng là khóa kéo ẩn. Đó mình thấy không, nó y chang cái đầm em mang, nó chỉ khác là nó to hơn thôi. Nó chỉ khác nhau là cái size lớn, size nhỏ. Ok chị Hà Phạm, vậy chắc là em mặc cái dạ hội mình coi thử luôn. Sẵn tiện là mấy chị size to mình có thể tham khảo. Rồi, muốn em lên màu nào? Vàng đồng hay bạch kim? Em có hai màu cho mình lựa chọn luôn. Trên là bạch kim, dưới là vàng đồng ha. Quá, từng lên và từng xuống. Rồi, cái mẫu này là eo 88-90 cho em ha. Eo 88-90 cho em ha, cả nhà ơi, siêu phẩm đó. Ai size to cân nhắc nha. Tại mấy chị mà size nhỏ đó, cỡ tầm eo 84-85 á, có cái này không thích cái này thì còn cái khác để mà lựa chọn suy nghĩ. Chứ còn mấy chị size lớn mà chỉ có mấy mẫu thôi chứ không có nhiều đâu. Sơ mi tay phối lưới kim tuyến cho em nè, thấy chiếu chiếu không? Hình ngôi sao ha, chiếu chiếu lấp lánh cho em nha. Em này 199 luôn, xả hàng luôn. 350 trên like, hôm nay xe xuống là còn 199.000. Chị nào ưng chốt liền cho em 1542. Chốt liền giúp em sơ mi 1542 kèm cho em cái số điện thoại nha. Rồi em qua mẫu. Đây, không biết mấy chị thích màu nào đây nữa. Thích cái kim sa màu bạch kim hay là màu vàng đồng không? Em lên màu bạch kim nha. Nè, em lên cái bạch kim nha, tại không biết mình thích cái màu nào. Em thì em thấy hai màu nào cũng đẹp hết trơn á, nhưng mà cái màu vàng đồng thì thật sự là nó cũng gọi là sao ta, quá nhiều màu vàng đồng cho mấy chế lựa chọn rồi ha. Còn cái màu bạch kim này là nó cũng khá là lạ nên em sẽ lên màu bạch kim trước nha. Vàng đồng thì nhiều chị là thích rồi đó, màu đó thì gọi là màu trung niên rồi, màu quốc dân rồi, nên em sẽ lên cái màu này cho nó lạ hơn một chút xíu, màu bạch kim đi. Rồi 1592 cho em nha. Mẫu váy này là 1592. Đây 1592. Rồi cái em này đi tiệc là thôi, khỏi bàn.
Đợt này phải mang đôi cao gót vào mới đẹp. Đây, 1592 của nhà em mà em váy đi tiệc nha, form dạ hội nè. Đó, cái mẫu này là sẽ dành cho những chị gọi là size to luôn, big size luôn. Eo bao nhiêu mấy chị ơi? Eo 95 về đầu, dữ không? Eo 90, 95 mặc được cho em nè, siêu to giãn luôn. Bởi vậy em mới nói mấy chị mà size to đó, tròn tròn người ha, cân nhắc giúp em một trong hai cái màu này. Hoặc là thấy mà thích cái kiểu này hay là có điều kiện một chút luôn hai cái. Tại vì ít khi nào về đầm size to lắm. Tình luôn. Ít khi nào về đầm size to như vậy cho mấy chị lắm nha. Hên lâu lâu có đợt về được liền mấy mẫu, có đợt thì không có cái nào size to như vậy hết. Nè, coi dễ cực kỳ cao thấy không? Mà em này là toàn bộ hoa văn, các chị coi cho em, nó là kim tuyến nha. Cái nền nó cũng lấp lánh luôn nè. Đó, hoa văn này là dệt kim tuyến và kể cả cái nền này cũng là kim tuyến cho em luôn, xinh không? Ôi ơi, cái kẹp hồi nãy em kẹp đây đâu đó không? 369. Đây là cha. 369k cho em ha. 369k cho em mẫu này. Em mặc nó hơi rộng nha. Có một cái à? Chứ mày muốn mấy cái? Hai cái cái này nữa. Ai biết đâu. Ai có kêu không? Trời ơi. 369k cái đầu em đang mặc nha. Mã này cho em là 1592. 1592 kèm số cho em ha. Đó, chị nào mà kiếm đầm mà thoải mái, rộng rãi, thích co giãn là phải nghía cái này cho em. Chợ siêu co giãn luôn. Đổ dầu nè, phải không? Chia. Yeah. Cái này mà size M mấy chị coi em kéo ra nè, là eo phải nhiêu? 76, 78 luôn, phải không? Okay. Size M eo 76, 78 được luôn rồi, chứ nói chi là eo 70 nha, mặc bình thường. Em này nó coi giãn dữ lắm. Thành ra là miết chế khoảng từ 50-75 cân là có thể mang được cho em ha. Chốt đơn liền có 369. Bao giá toàn thị trường luôn. Nhận hàng kiểm tra cho em trước thanh toán nha. Nè, vàng đồng. Hai màu cho mình lựa chọn luôn, em thấy màu nào cũng đẹp. Ê, cứng kép ha. Em thấy màu nào cũng đẹp nha. Vàng đồng cũng 369.000. Ê, cái màu vàng đồng cũng 369.000 mà cái em mặc cũng 369.000 đồng. Em cho mình hai màu để mình lựa chọn cùng một mức giá luôn. À, sau lưng nè, khóa kéo nè, quá đẹp mấy chị ơi, chốt đơn liền. Về cái độ dài thì mình có thể tùy chỉnh được cho em, ví dụ như mình thích ngắn thì mình lên like ha. Thích ngắn thì mình lên like, còn không thì để nguyên. Dạ hội là phải dài. Đó, dạ hội là phải dài đẹp như vậy rồi. Còn ví dụ như là cỡ tầm 1m4, 1m5 mình mặc vô mà cảm thấy là nó có quá dài, nó hơi bất tiện mình đi đứng di chuyển á, thì cái chị mình lên like cho em một xíu ha. Nhưng mà nhớ là vẫn phải giữ cái độ dài cho em như này. Gì vậy? Lụm ra ra bông đẹp vậy. Nhưng mà vẫn giữ cho em cái độ dài cho em. Dài cũng gọi là kiểu như là mặc lên là nó chấm góc của mình đó. Mang đôi cơ góc vô nữa nó mới đẹp ha. 369 thôi kia chị Huỳnh Ngọc cả đơn luôn. Rồi chốt giúp em mã này là 1592 nha cả nhà. Cái này là ngọc trai đó, một vàng ngọc trai ở phía trước luôn ha. Rồi qua mẫu lên nào đây ta, có muốn em lên lại cái nào phía sau này không hay là sao? Em lên mấy cái ở trong này chưa lên nha. Ồ, siêu phẩm của em đâu rồi, siêu phẩm của em đâu mất tiêu rồi ta. Rồi cái mẫu đầm like mới dễ mà vô chưa kịp xem thì đây, hôm nay em có sale cái mẫu đầm này giá siêu sốc. Hôm nay em sale mẫu này giá siêu sốc cho mấy chị luôn, 199k. Áo đầm đen tay lỡ nhúng eo. Cái nào ta? Đen tay lỡ nhúng eo. Đen tay. Ủa, nhà em nhiều đen lắm này, giờ em mặc hết rồi cái màu đen tay lỡ. Chị ơi, chị có nhớ nó cái chất gì không? Chắc cái bà đang cầm quá. Cái gì? Không. Cái chất gì hay là cái kiểu nó sao không chị? Nãy giờ em mặc là nhiều đen lắm, em nói nhà em là một xào đồ đen luôn cũng được, em lên được luôn đó. Bàn tay lỡ không luôn. Mà cái nào cũng có chiếc eo hết trơn luôn á. Chị Nguyễn Hoa, cái nào ta em muốn nhớ luôn á. Em nhiều đen, đầm đen lắm. Ren nè, em có đen ren nè, đen vải xốp nè, vải gấm nè. Đó, nhiều lắm chị ơi, vải cát nhật. Cái tay kim tuyến hả? Hay là cái nào ta? Rồi đây, này em mặc cũng màu đen nè, nhưng mà đen bi. Đen bi ha, màu này của em dài 3 tuần. Cái váy bi này của em siêu dễ thương. Riêng cái mẫu này không có bắt buộc là trung niên mới mặc được nha. Trẻ mặc vẫn xinh luôn. Đây, xè 3 tầng cho em, rất là rộng luôn nè. Có nhúng nhúng ly nữa đó, trên mỗi tầng là có nhúng ly ha. Em này hôm nay sale cho mình giá 199k nha. 199k cho em đầm siêu rẻ luôn. Hai size cuối hết hàng mấy chị ơi. Em này còn hai size cuối là M với L. Size M eo dưới 70, 72.
size ML dưới 72 cho em nha. Còn size L thì em nó sẽ rơi vào tầm eo 76. Đó, chốt giúp em đầm này là 1578 nha. 1578. 1578 và kèm số điện thoại cho em ha. 199.000. Đen nào nhớ không chị? Có nhớ cái kiểu đó sao không? Cổ sao, cổ tròn hay là cổ sơ mi hay là cổ tim gì không? Hay là cái chất đó sao không? Tại vì thật sự là ren em rất là nhiều. Em nói em xoay cái màn hình mấy chị coi hết hồn. Mấy chục cái đầm đen của em trên xào luôn á. Giờ hôm nào chơi sóc một mà livestream toàn đen được không? Live mệt nghỉ luôn. Rồi, size M em này eo 74 đổ về cho em nha. Đầm em mặc nè. Size M, size M nói chung là eo cỡ 72 đi cho thoải mái mấy chứ ơi. Size M eo dưới 72 đi cho thoải mái. Còn size L eo tầm là 76 quay đầu cho em ha. Đó, mặc cho thoải mái nha. Rồi, chốt đơn cho em mẫu đầm này luôn. 199.000. Có tay dài chị Huế ơi, em có tay dài. Nhưng mà tay dài hôm nay lẽ size. Em có cái này tay dài nè. Cỡ 57 cân quay đầu chị Huế vừa không? Này chị Huế, chị Triều Huế ơi nè, em có cái này tay dài nè. Sơ mi tay dài ha. Em này còn có hai size M với L thôi hả. Cỡ 57 cân hoặc eo dưới 76 luôn. Cái này eo 76 đổ về cho em được luôn. Chị Huế bao nhiêu cân nè? Trời ơi, chị Huế mà vô sớm giúp em cỡ bao nhiêu ta? Một tuần trước vô sớm giúp em cỡ tuần trước là em có rất là nhiều tay dài. Vừa cháy hàng hết trơn, sót đúng mẫu này. Giờ là còn tay lỡ. Giờ là còn tay lỡ chị Huế ơi. Tay dài còn có mẫu này thôi. À, với cái set sơ mi tay dài nữa em quên đây. Nhưng mà cái set này thì còn size nhỏ hơn nữa. Cái set này còn size M thôi, 52 cân thôi. Một set đầm luôn. Một áo sơ mi, một chân váy cho em luôn. Set này dưới 200 ngàn thôi mấy chứ ơi, sale hết. 1578 hả? Chị mặc vừa không em? Chị Thu Việt, chị Thu Việt eo 90 đúng không? Không vừa. Không, để Thu Việt eo 90 hay là chị Thu Việt eo 84? Ta nhắn em quên mất tiêu rồi. Cái này eo chỉ được cỡ 76 thôi chị ơi. Đầm em mặc eo cỡ 76 là thoải mái đó nha. Cái váy của em là eo tầm 76 cho em ha. Là ok, mặc đẹp thoải mái. Xòe 3 tuần xinh lắm, hai lớp. Em này hôm trước về đủ size luôn mà nay hết hàng mất tiêu là mấy chị biết cái độ hot nó cỡ nào rồi. Sale luôn 199k nha, 199 nè. Em có cái set này cũng là tay dài nè. Cái này em bán là một set nha, không có tách lẻ. Nhưng mà nó rẻ mà, hình như có 150 cái set này thôi. Thì coi như là mua cái áo em tặng cái chân váy luôn rồi ha. Chứ còn tách set gì nữa. Set này mã gì em quên rồi. 1528. Ủa cái bi em dễ thương vậy, mấy chị chốt chưa? Cái bi em mặc xinh nè. Ôi set này 150 nè. Nguyên một set này 150 luôn. Quá đã mấy chị ơi, một set 150 gồm một áo sơ mi và một chân váy zip ly nha. Chân váy khóa kéo đàng hoàng nhưng mà chân váy bo thun đâu. Nói chung là cái set này cái chị về nhà mình mặc chung hay là mình tách lẻ ra mình phối với cái khác đều đẹp cho em hết mà chỉ có 150. Hello chị Chi Kim. Hello chị yêu nè. Rồi cái mẫu này có 150 thôi đó. Tính ra là sao nè. Áo, mua áo tặng chân váy. Còn ai thích cái chân váy thì em tặng như mình cái sơ mi ha. 150 một set. Dưới 52 cân mặc xinh cho em. Áo là sơ mi hoa. Sơ mi hoa tay dài, chân váy xếp ly siêu đẹp cho em. Cái chân váy này không thôi em bảo đảm với chị đi mua là đã 200 mấy 300 rồi. Chứ không phải là trăm mấy ngàn đâu. Rồi đây, em qua mẫu nha. Cái bi này không mua là tiếc nè. Cái bi này của em mà không mua là thật sự là một thiếu sót luôn á. Có 199.000 3 tầng, dễ thương không? Rồi em có cái bi này rồi nha. Mẹ bố mà gà kêu em nhường, không có nhường, nó có một cái duy nhất thôi đó. Em chỉ có đúng một cái duy nhất cái bi này thôi đó. 199.000 đồng, siêu đẹp. Đồng này không đẹp, không lấy tiền mấy chị luôn ha. Mặc đi đâu cũng xinh. Giá đang sale 199.000 đồng, duy nhất ở trên like của em thôi. Nói ra kia là còn chân trâu. Rồi để mặc cho mình coi cái ha. Cái sơ mi này nha. Quên á. Đây, lên cho mấy chị coi cái sơ mi này đi. Nó cũng tay dài mà tiếp giờ nó hết size lớn. Không biết là chị mặc vừa không. Thiệt luôn trời. Đây, sơ mi nè, 1551 ha. Em này là cái tay nó dài mà cái form nó cũng dài luôn. Em mặc là nó qua bắp chân luôn á. Xinh ha, cái màu rất là lạ luôn. Đó, ai thích độc lạ chốt cho em này. Đền trắng họa tiết giúp em. Tay dài bo thun.
tay dài ba thun nha, xinh chưa? Rồi cái màu xinh quá nè, chốt cho em mẫu này là 1551 nha. 1551. 1551 cho em. 159.000. Rẻ quá trời rẻ luôn. 159k cái đầm em mặc nha. Sơ mi nè, đi làm đi chơi gì mà cũng xinh cho em hết trơn á. Màu này mặc sáng da ha. Rồi 40 cho tới là 57 cân ha. 40 tới 57 cân cho em mặc xinh, dễ thương chưa? Chất rất là mềm nha. Em này chất von mặc lên là nhẹ nhàng thoải mái nè. Rồi, một đầm bi cho chị là Minh Tuyết. Ok chị Minh Tuyết ha. Em chào chị Nguyễn Nhung nè. Cổ tròn hai màu 199. À, cái đầm dạ hội đúng không? Không chị ơi, mẫu đó em lẽ sai rồi. Cái đầm đó em lẽ sai rồi chứ ơi, màu đen là em còn size M thôi. Hai cái dạ hội tay lê đúng không? Đây nè, để em cầm lại cho mình coi nha. Nhớ rồi, cổ tròn là dạ hội. Em chào chị Thắng Lợi nha, chào cái chị yêu nè. Đây, cái dạ hội này đúng không? Đây, 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 đây. Rồi, hai cái dạ hội đúng không? Nhưng mà màu đen em chỉ còn size M thôi. Eo dưới 72. Size M cho em màu đen, eo 72 thoải mái. Rồi, cái này eo dưới 76 màu xanh. Đó, đúng không? Đúng không chơi? Đúng rồi phải không? Nhưng mà không có size vừa. Không có size vừa rồi. Hai cái này em để size, em sale 199 á, chứ còn bình thường là bao nhiêu? 300 mấy. Bình thường là 300 mấy, hôm nay em sale có 199k thôi. Đầm dài tay, đầm dài tay em mặc này chị Cú Cà Mau, xinh quá nè. Dài tay em mặc đây ha, mã số là 1551 nha. Dài mà còn bo thun nữa. Bo thun ngay cái phần tay dễ thương quá nè. 159.000 đồng em bao giá luôn. 100 mấy bây giờ đi chợ mua vải nha. Là tiền vải thôi, chưa tính tiền công may. Còn em mặc cho cái chị mình ha, nguyên cái đầm thành phẩm luôn. Rẻ hơn là đi mua áo nữa. Rồi em mặc trên người là 1551 nha. Tiếc ha, chị mua trễ đó chứ hôm trước có. Chị mà mua cái này lúc mới về là có size, về 4 size, đầm nào cũng về đủ size hết. Em này hôm trước về là em cũng 86 mặc được luôn, nay hết hàng rồi. Hôm nay hết hàng rồi. Rồi, em mặc trên người mẫu này là còn size L dưới 76 nha, còn 2 size ML. Mẫu em mặc đây mã số là 1551 nha, 2 size ML. Sale 159.000 đồng ha, 159k xinh nè. 159k form dài. Ai thích sơ mi tay dài của em không? Mặc đi làm được nè, đi chơi nè, đi đâu mà cũng xinh mà. Những cái đầm mà có cổ là em thấy vừa đẹp mà còn lịch sự nữa. Đó, đâu có hở đâu. Hai lớp nha, đầm này hai lớp cho em. Không mỏng không hở nha. Rồi qua đầm, qua khác đi, lên cái gấm đi. Cái gấm này đẹp nè. Lên cho mấy chị yêu con một cái đầm gấm xốp nha. Em này siêu hot luôn. Size lớn mà chị Trần Huyền, em còn M với L thôi à. Size lớn hết luôn rồi. Mẫu này còn 2 size ML 40 tới 57 cân ha. Eo dưới 76. Size M em mặc là eo phải 70. 70 là nó còn dư cỡ 2 cm cho thoải mái đó. Mấy chị eo 72 mình bon chen cũng được luôn. Còn size L eo 76 nha. Không mua cũng muốn mua hả? Dạ rồi, bị bỏ bùa rồi. Chị Thắng Lợi, em cảm ơn chị Thắng Lợi nha. Rồi 63kg chị Trần Huyền hết, 63kg hết vừa. Em có cái khác nữa không? Ủa mà chị Trần, chị thích tay dài hả? Tay dài thì em hết. Tay dài thì em hết sơ mi tay dài. Nhưng mà em có sơ mi tay lỡ. Nếu mà số đo của chị á, 60mấy kg, em có cái hoa nè. Em có cái sơ mi hoa này là 65 cân mặc được nha. Đây, 40 tới 65 cân em có cái hoa. Với lại cái này, cái trắng này là cũng móc gãy hết trơn. Cái trắng này là cũng dưới 65 cân luôn ha. 1590. Cái chi ta đây để em. Để em xíu. Trời ơi, hỏi ngang cái là tiền em bị lát luôn. Cái gì? Lạ quá, thiệt không có. Em chưa có mã 1590. Hàng chi em xem không thể không nhớ mã nào. Đâu có mã 1590 gì Nguyễn Sương ơi. 1509 có. Ồ, 1609. 1590 chưa có. Có nhớ lộ mã không? Kiểu sao em lên lại cho mình coi nè chị Nguyễn Sương. Sai đấy không? Không nhớ mã số là thua luôn, thấy không? Bên em à, alo chị ơi đặt mẫu nào là cái chị không nhớ là thôi luôn, không biết lấy cái đồng nào luôn. Rồi, em có hai cái sơ mi này, chị nào 40 tới 65 cân cũng có thể mặc được cho em. Cái trắng, cái trắng súp ly ha, cái này rẻ nè.
cái này có 150 à. Cái trắng súp ly này có 150 ngàn thôi mấy chị, đang sale tri ân. Còn cái hoa này là em mới về, cái hoa này là em mới về thì giá của nó là 299 mà nó có đủ size. Đó, thích màu nào. Hai cái này là sẽ có full size ha. Về sơ mi thì hai cái này sẽ có đầy đủ số lượng hơn. Rồi, em mặc nè, 159 mà tiếp ghê, không có size to. Mẫu này mấy chị size lớn cũng hỏi nhiều mà hết size to nè. Toàn là size to, hỏi em cái này. Cho chị một cái đầm 65kg màu đen. 65kg màu đen để em lên cho mình coi cái này, cái gấm xốp. Hay là chị hỏi cái 1580 ta. Em đang định mặc cái này nè. Cái gấm xốp này đẹp nè mấy chị ơi, đi tuyệt xinh lắm. Một phút 30 giây, em xem cái mẫu này cho mấy chế 1 phút 30 giây nha. 299k một cái đầm gấm xốp siêu phẩm luôn. Trời ơi, nó đẹp từ chất tới form luôn á. Đây, em có mẫu này 1580. Đẹp không? Em làm thấy đẹp đó. Mấy chị không biết nha, mà em làm thấy đẹp nha. 1580 nè, cái form nó cũng đẹp. Mặc lên nhìn gọn gàng nè, cái chất nó cũng đẹp luôn. Hoa của nó là hoa nổi phía trên mặt vải nha. Rồi, mà cái phần vải như cái hoa nó còn cái độ óng ánh rồi mấy chị. Cái vải nó sẵn như vậy luôn á, nhúng phồng cho em nè. Xinh không? Rồi, 299 ngàn luôn. Xuất sắc chưa? Form xè cho em nè. Em này là 1580 nè, hay là chị hỏi cái này không? 1580 nha. Form xè cho em lên rất là gọn người luôn. Hàng 4 size cho mình lựa chọn. Nhìn vậy chứ nó không ngắn đâu. Tại vì cỡ này là như em hay may nè nha, là vừa tầm đó. Tức là dài tầm này nè, em 1m6, ngang bắp chân của em thì hầu như là chị nào mang cũng được. Nó không có quá dài hay là quá ngắn ha. Rồi, 299k. Đây, một cái đầm đen 65kg em mẫu này được không chế? Màu đen em nhiều lắm. 65kg em sẽ có rất là nhiều màu đen cho mình lựa chọn. Đây là em mặc là cái đầm gấm nè. Em có đầm xốp nè, đầm ren cũng có size của chị luôn. Đó, chị thích kiểu nào thôi, chứ còn váy đen thì bên em bao la. Ui, hỏi em màu gì, màu đỏ, màu trắng, không có size, không có nhiều, chứ màu đen thì bao la. Rồi, em mặc đây là 1580, chị nào ưng chốt liền cho em cái mẫu này ha. 1580, 200 nhiêu nè, 299. Đi tuyệt đẹp đó, đầu tư em này bỏ vào tủ đi. Em đảm bảo với chị là đi đâu mặc cũng được luôn, không có lỗi thời. Những cái em váy như này là mặc không bao giờ lo lỗi thời nè. Mặc quanh năm, mùa nào trong năm cũng được ha. Cái chất của nó xốp phồng chứ không có phải là cái kiểu nó quá dày đâu. Nhiều chị thấy em mặc hết đứng đứng nè, đứng đứng form nè, là sợ vải nó nóng đúng không? Không hề cứng, không hề nóng nha. Vải vẫn rất là mềm êm luôn. Rồi, 299k cho em. Cái này xinh lắm đó. Khách em nhận hàng mẫu này là không có chị nào chê luôn, ai cũng khen hết. Em có màu nâu nữa, hai màu, em có màu nâu hôm nay lẽ size. Màu đen thì full size hơn ha, màu đen em mặc đây còn full size. Rồi, nhanh tay em chuẩn bị qua mẫu nha. Chúc giúp em đầm này là 1580 ha, ML, XL và 2X nè. Xè 2 túi nha, siêu phẩm. Chốt đơn cái này mấy chú ơi, bỏ qua tiếp. Tại vì không biết là có về thêm gấm xốp cái đợt tiếp theo hay không, em không có hứa trước nha. Đang có sẵn mình đặt luôn. Giá đang sale là 299 ngàn. Dễ thương á, trẻ mặc được, cái này trung niên hay trẻ đều mặc xinh. 299k cho em, chốt đơn 1580. Ok, chị Hồng Tuyết có đơn, chị Thu Sơn chốt ạ. 65 kênh quay đầu cho em mặc được ha. Bây giờ em sẽ qua cho mình là một em đầm khác nha. Gì ta? Rồi, tiếp tục diễn thêm nha, cả nhà mình còn thêm cái mẫu đầm khác ạ. Rồi, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm cái mẫu đầm maxi siêu dài luôn nha các chị ơi, xinh lắm luôn á. Đầm này thiết kế xài là cổ sơ mi nha, cực kỳ sang luôn. Nền đen có phối với cả chấm bi nhỏ nhỏ này. Ok, chị biết gì không? Cái red fancy chin đó chứ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mẹ số sản phẩm là dài một chút em ơi. Ủa chị ơi, dài này nè chị, dài quá trời dài luôn á, dài chấm góc em luôn nè. Trời xinh ghê chưa? 199 ngay là mẫu này nha. Em lẻ size rồi em sale luôn cho mình nè. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563. 1563 giá 199.000. Chị khách nào mình đặt đơn thì mình ngay cho em phía dưới nha. Mã số sản phẩm 1563 với số hỏi giá 199.000 đồng luôn. Trời quá xuất sắc luôn á chị ơi. Cái đầm này chất lượng vải von hàng nha. Mà đầm vải von thì mình cứ yên tâm đi, vải rất là mềm, không những mềm nè, nhẹ tên nè, mặc lên còn rất là mát nữa nha. Đầm von mà nhẹ em thì không có sợ nó bị quá mỏng đâu, mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái luôn. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1563, các chị mình đặt đơn quý vị comment ngay cho em phía dưới nha. Mã 1563 với số hạt cây, bữa nào mình mua thêm cây dừa.
có một cây này thôi, chưa để đầu cây nữa. Mình phải gắm vô đây luôn, không gắm vô đây luôn hả? Gì vậy? Cho nó đổi đổi lá. Gì đổi lá ba? Cây dừa lá khác mà. Đổi cái cây cây dừa lá chỉ đó. À là cây chuối hả? Ờ, đây là cây chuối mà. Rồi mẫu em đang mặc cây chuối. 1563 giá 199.000 đồng. Thì nó cây chuối mà không ai tin hết ráo à. Lên mạng có cây chuối chưa? Cây chuối kiển chưa? Nó là chuối mà. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1563 cả nhà nha. Em đang giảm giá luôn, còn 199.000 đồng thôi á, rất là rẻ luôn ha. 40kg cho tới 55-57kg, eo tới eo tầm 75-77 đổ về, cả nhà sẽ mang đẹp thoải mái. Nên đem mặc có phối da cả nhà mình chấm bi nè, trời ơi, xuất sắc. Đầm này không đẹp không lấy tiền cả nhà mình luôn nha, không những nó đẹp nè, mặc lên còn rất là nhẹ và cực kỳ mát luôn. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1563, 199.000 đồng các chị ơi. Đó, thì cái mẫu đầm này hôm qua em có sale cho mình 199 rồi ha. Hôm nay chị khách nào mà mình ở thành phố Hồ Chí Minh chắc là mình đã nhận được hàng rồi đúng không? Rồi chốt sớm thì giùm em, chào chị Thùy Linh luôn ạ. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1563, 1563 đặt đơn chốt sớm nha, em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn. 1563 với xin hỏi giá chỉ có là 199, có co giãn không sót chị mình? Nếu như mà mình thích đầm co giãn á nha, là chứ mình mặc đặt đầm thun là sẽ co giãn, hoặc là đầm poly thì nó sẽ co giãn cho mình. Còn von thì hầu hết là sẽ không có co giãn đâu chị, tại vì đầm von thì cơ bản nó đã mỏng nhẹ rồi, mà còn co giãn nữa thì sợ mặt không có bền đâu chứ ơi. Đầm von thì thường không có co giãn đâu nhé. Rồi à, chị Cúc Trần, à chị Cúc Trần thích co giãn không? Chị thích Cúc Trần thích co giãn, em có lên đầm thun cho chị yêu mình, nhưng mà thun xịn nha chứ không phải thun thường đâu, thun xịn đẹp luôn á. Để em lên cho chị yêu mình cái đầm thun này đi. Em có cái đầm thun này nè, thun Mỹ nha chị, thun Mỹ á, đẹp lắm, phong cũng đẹp nữa. Rồi còn cái em đang mặc trên người là von nha, von mềm lắm, von thì được cái nó khá là mềm rũ nè, mặc mát cực kỳ luôn, 199 thôi đó, đẹp lắm nha. Mỗi cái thì nó có cái đẹp mà, mỗi cái thì nó sẽ có một cái đẹp khác nhau. Rồi em đang mặc nè, 1563, 40kg cho tới 55-57kg nha. Trời ơi, cái chấm bi này không vừa rồi chứ ơi. Trời ơi, chứ yêu mình mà vô sớm một tuần đi. Em nói thiệt với chị yêu mình ha, cái chấm bi em có về mấy mẫu kia nha, là hả 7-80kg mang vừa luôn cho em luôn đó. Trời ơi, cái chấm bi này em hết hàng rồi, còn có 5-7kg đủ về em mới sale rẻ đó chứ ơi. Ổn quá, nhiều chị khách hỏi em dụ chấm bi lắm luôn á, nhưng mà không có để bán luôn á các chị ạ. Hết nhanh lắm, mấy cái chấm bi bên em là hết trơn, mấy cái size lớn rồi. Von có size lớn không em? Có chị, có nha, em có size lớn chờ em xíu. 48kg 199 cho chị Phạm Xuân, ok chứ luôn, 199 rẻ lắm, chị mua đi chị ơi. Về nhà dở là chị mình bất ngờ liền luôn á, tại vì cái đầm nó đẹp lắm. 199.000 đồng cả nhà mình ra ngoài mình không có mua được cái đầm nào mà đẹp như vậy mà 199 đâu, em đảm bảo luôn á. Em đang mặc 1545 nè, mã số đen là mã gì? Mã số đen là chị yêu mình hỏi cái gấm này đúng không? Chị mình hỏi cái gấm này đúng không? Hay là mình hỏi cái này là gấm nha, còn cái này là xốp nè. Nè, cái này là xốp nè chứ ơi, còn cái này là gấm nha. Ờ, mã gấm này là mã gấm hoa này là 1580 ha. Còn cái mã xốp này là 1601 ha. Rồi ok chưa? Tiếp tục cả nhà ơi, cả nhà hết tầm hoa nhí không? Hôm nay em có sơ mi hoa nhí full size này. À chị ơi, sơ mi hoa nhí full size chất von á, nó đang có size lớn đó chị. Chị mình thích sơ mi hoa nhí không? Von size lớn chị mình thích như thế nào ạ? Von size lớn hiện tại em còn chấm bi nè. Ô bậy bạ. Em còn cho mình là hoa nhí nè. Rồi em còn cho mình hoa màu đỏ đỏ này nè. Rồi đa số là em hết hàng. Von giờ chỉ còn size nhỏ nhỏ thôi, có hai cái mới về đó là còn hàng đó, còn mấy cái kia là còn size nhỏ thôi. Rồi chế ơi, cái đầm này thun Mỹ nè, đây nhìn giùm em nha, thun xịn nha, co giãn nè, không có sợ bị mỏng đầm đâu nha, co giãn như nè, đó đàn hồi tốt chưa, không sợ bị vân ngón tay đâu. Đây cả nhà nhìn kỹ giùm em nè, đó không có sợ bị vân ngón tay đâu, đẹp chưa? Đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. 199.000 đồng, 55kg cho tới là tầm 66-67kg, và eo tối là thì eo tầm 85-86 đổ về cho em. Chỗ cái form đúng đẹp luôn. Đằng sau này nó hơi đen một chút, đằng sau này hơi đen một xíu. Đây, chờ em xíu nha, để em dời mấy cái này ra cho nó sáng sáng một chút.
Đó. Rồi ok chưa? Rồi thấy form nha cả nhà, lên form rất đẹp luôn, 199. Cho xem size lớn em, ok chị, nhìn đẹp quá. Đúng rồi chị, cái đầm này rất đẹp luôn, bán chạy cực kỳ. Đầm này không phải là chỉ về một màu đen đâu, mà cái đầm này em có về cho chị yêu mình nè. Cái kim tuyến nè. Nè ha. Kim tuyến nè. Đó. Với lại một cái đầm màu đỏ nữa. Màu đỏ form vậy nữa. Với lại một cái là màu xanh nữa. Nhưng mà cái màu xanh với màu đỏ là về trước. Về trước nhất là cái màu màu đỏ. Xong về trước trước nhất là cái màu màu đen ren. Sau đó là về màu đỏ. Sau đó là về màu xanh. Sau đó là về chấm bi. Và cuối cùng là về cái mẫu này. Cho là hai mẫu này là về cuối cùng đó, gần sát nhau cho nó mới còn hàng thôi. Còn ba màu trước đó thì đã bán hết rồi. Cái form này bán rất chạy luôn. Và em bán chỉ là nhất định thôi. Em về cho cả nhà mình 5 mẫu, 5 màu khác nhau và 5 chất liệu vải khác nhau hoàn toàn luôn. Đó, rồi. Và bây giờ là cái kiểu này là em bỏ, em không về kiểu này nữa. Em về kiểu khác, về hoài dìu chán quá cả nhà ơi. Về kiểu khác, mẫu này rất xinh luôn, chứ mình đặt đơn đi. Chất thun mỹ nha, coi vẫn hơi bị nhiều, đầm này không có túi ha. Rồi, khóa kéo phía sau luôn, xinh lắm chị. Không sợ ngắn đâu, cả nhà thấy em mặc dài không sợ ngắn đâu, em cao 1m65 đó. Đầm em mặc dài ngang nửa gót chân như mày nè chị, đầu cao 1m55 dài thêm khúc. Cái kim tuyến mà chị xem, cái kim tuyến. Ủa, chứ là chị thích kim tuyến nào? Em có cái này nè, kim sa màu trắng nha, cái này có kim tuyến. Rồi, cái này nè, kim tuyến dài thòng lòn luôn. Hay là chị thấy cái này em cũng đang sale rẻ đồng giá luôn, 199 nha. Chắc là cái này đúng không? Để mặc cho chị coi. Mà cái kim tuyến này là giặt ủi là không may không phai. Cả nhà ơi, đang theo dõi like của em lâu lâu chấm chấm bài dùm em cái đi. Lâu lâu cho em xin một chấm đi nha. Tương tác với bài like dùm shop. Em đang mặc 1545 nha. Giá bao nhiêu? 199.000 đồng, 55kg cho tới 67kg. Cao 1m50 mà bụng hơi to, không lo. Bụng hơi to, không lo. Đầm bên nhà em là chuyên thời trang trung niên. Mặc lên che bụng khéo léo nha. Mặc lên nhìn gọn dáng luôn. Trời, cái đầm này nè. Nếu như mà chị nào bụng to, em khuyên thiệt, mua cái màu tối tối chút xíu. Mua cái màu tối tối chút, mua dáng xòe như vậy nè ha. Rồi, cái này là em có may bản eo. Cái này em có may bản eo, khi mà mình diện lên thì nó sẽ siết bụng của mình chặt hơn. Nhìn cái eo của mình sẽ nhỏ hơn. Còn cái phần đầy phần xòe nè, đó, mặc lên che bụng tốt. Phần bắp tay to khỏi lo, tay bồng như vậy mặc lên vừa trẻ mà vừa che phần bắp tay tốt nữa. Đó, đẹp ghê chưa? Xuất sắc luôn á chị. Vai phồng nè, chân váy phồng nè, thì nhìn eo của mình nhỏ hơn. Và mẫu này mình mặc lên nhìn mình á vừa trẻ mà vừa gọn dáng nữa đó. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1545 nha, 199.000 đồng. Mẫu này em không đảm bảo chứ riêng mẫu này đảm bảo luôn, mặc lên rất là gọn dáng. Rồi 1545 không tin đặt cái này mua thử đi chị ơi, coi em giới thiệu có chuẩn không, mai mốt quay lại đây mua nữa. Mua cái thôi là quá đẹp rồi chứ yêu ơi. Rồi nhanh tay chốt sớm nha, mốt hết rồi là không còn. À hiện tại em còn cho mình 35 cái size XL và 8 cái size XL hết nha. Mã 1545. Nhìn cái form là mình biết đẹp rồi cả nhà. Tại vì màu đen là màu dễ mặc nhất. Cổ vuông nè, cổ này mặc thoải mái. Cổ này mặc thoải mái nha. Đó, em mới có may cho mình giống như cái nơ vậy đó. Cái này giống như cái nơ, tại vì nó đen quá cho nên các chị mình có thể không xem kỹ đó. Rồi có bảng eo nè, bảng eo nè, đó, thấy không? Đó, rồi, vai phồng nè ha. Đó, mặc lên che bắp tay tốt. Cả nhà mình xíu nữa mặc cái đầm kim cho cả nhà xem bắp tay của em rất là to luôn á. Cái bắp tay em rất là to, những cái vai phồng phồng như vậy là em cực kỳ thích luôn á. Đa số là áo với lại đầm ở trong tủ đồ nhà em á các chị ơi, toàn bộ là tay phồng không à. Không tay phồng thì cũng tay loe á. Tại vì bắp tay em 54kg, em cao 1m65 á. Nhìn em cũng thon thon á các chị ơi, nhưng mà bắp tay em rất là to nha. Hầu như là to gần như là gấp đôi những bạn khác luôn á. Bắp tay to lắm. Rồi, đây thêm một cái em tay phồng nè. Mã là 155 mấy đây ta? 1550 ha. 1550, đầm này thì còn 3 size nhỏ thôi. Đó, đầm này còn 3 size nhỏ thôi ha. 40kg cho tới là 64kg, eo 83 độ về. Đầm này phong rộng. Đầm này em may phong rộng á các chị ơi, tại vì nó không có co giãn. Cái hồi nãy có co giãn nha. Cái 1545 hồi nãy là có co giãn nha. Mà thích lắm luôn á. Chị nào mà mình tròn ở cái bụng chốt cái đó cho em. Đó, hoặc là tròn ở cái bụng chốt cái này cũng được nè. Cái này phong y gan thôi. Nhưng mà cái này thì có thêm mít thêm kim tuyến. Và cái kim tuyến này em dệt bằng chỉ kim tuyến giặt ủi là không bay không phai nha. Chỉ kim tuyến nha cả nhà ơi.
giặt ủi là không may không phai nhé. Và cái kim tuyến này thì nó sẽ nổi ở bên trên cái bề mặt của vải. Phần tay thì em sẽ may một lớp thân váy hai lớp, bên trong đúp lót thun cô tông luôn, mặc rất là mịn luôn. Chị nào mà mình nhạy cảm á, mình mặc lên cũng không có sợ nó bị ngứa nha. Phần tay này thì kim tuyến nó chỉ nổi nhẹ bên bề mặt của vải thôi. Chị nào quá nhạy cảm đi thì mình mặc lên nó sẽ có một cái độ châm chích nhẹ ngay cái phần này. Ngay cái phần này nè, em may vậy nè. Đó, ngay cái phần này nè, đó là chỉ có cái viền này thôi. Thì mình sẽ có cảm giác là hơi châm chích nhẹ xíu. Cao mấy 50-50kg, bụng to, lấy size XL nha. Lấy size XL, đo eo dùm em đi, đo eo dùm em nha. Đo đây, đo đây nè chị. Ngang khuỷu tay, đây, khuỷu tay, đo ngang qua. Hay là đo trên rốn, chỗ nào nhỏ nhất trên bụng, đo vô cho em là chính xác. Rồi, cái đầm này là em giới thiệu rồi ha. Mặc lên thì rất là êm ái, dễ chịu luôn. Còn chị nào mà quá nhạy cảm đi, ví dụ vậy, thì ngay cái viền này nè, đó, có kim tuyến thì nó sẽ hơi chích nhẹ cả nhà mình thôi. Đó, ngoài ra thì không có vấn đề gì cả. Trên đây thì nó chỉ nổi bên mềm bề mặt bên ngoài. Phần tay sẽ may một lớp, thân váy hai lớp. Đầm này có túi này chứ ơi. Rồi, em váy này em giảm giá luôn ha. 199 form thì cũng như form hồi nãy thôi. Mã số sản phẩm là 1550, giá 199.000 đồng. 199.000 đồng. Cả nhà đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1550 với số điện thoại ha. Đầm thì chỉ còn có 3 size thôi, từ 40kg cho tới là tầm 64kg và eo 83 đổ về. Đầm này form hơi rộng cho mình có thể ăn gian được 3kg ha, đồng nghĩa với cái việc là mình ăn gian được 3 sen nữa. Mặc cho nó thoải mái. Đó, 1550. Có thể ăn gian được nhiều á cả nhà, nhưng mà em không dám ăn gian nhiều, xương xương thôi để mình mặc lên còn đi chơi đi tiệc ăn uống nữa đúng không? Rồi mẫu em đang mặc mã 1550 nhé, 1550. À chị khách nào mà nói em là em ơi lên đầm von đủ size. Size lớn. Đây em có cái đầm này nè. Size lớn luôn, sơ mi công sở. Em chào chị Duyên Hồng, chị Duyên Hồng một cái size L, chị Duyên Hồng đặt cái nào? Đặt cái màu đen hay là đặt cái kim tuyến của em đây? Cái màu đen là 1545 nha. Cái màu đen 1545 nha. Đó, chị nào mà mình tròn người có bụng chốt cái màu đen này cho em đi 1545. Còn chị khách nào đang định kiếm cái mẫu đầm nào á mà kiểu mà có hiệu ứng lấp lánh đi tiệc á thì mình chốt cái này 1550 ha. Đồng giá luôn là 199.000. Đó, 199.000 đồng, đồng giá hết. Trời ơi, may thành phẩm vải xịn nha. Về nhà dở ra thấy đầm đẹp, vải xịn sò, giá rẻ, quay lại đây comment cho em liền. Hôm nay là em bán giá sale nha. Hôm nay em bán giá sale nha cả nhà ơi. Giá cũng bình thường bán tới 300-400 lận, chứ không phải giá này đâu. Cả nhà có thể kéo những cái bài like cũ của bên em, bài like lẻ 3 phút á, mấy bài like đó đó. Em bán 300-400 không à. Rồi đây, cái mẫu này em đang giảm giá luôn. Đầm này full size nha mấy chị, full size đầy đủ luôn. Chị khách nào thích đầm von mà size lớn á thì hiện tại em chỉ có cái mẫu này với cái màu đỏ này nè. Các chị nào thích màu đỏ không? Màu đỏ này cũng dễ bận nha, tươi lắm. Rồi em đang mặc 1586. 1586 em đang có đủ size. Cả nhà ơi chấm bài dùm em đi ạ. À, 1586 em đang có full size đầy đủ. M là XL và là 2XL, hai màu hồng hồng nha. Rồi, hai màu hồng hồng hơi bị dễ thương luôn. Chị Cúc chồng lo eo dùm em nha. Rồi em cảm ơn chị mình luôn, đo eo đi các chị ơi. Đặt hàng online đo eo đi, đặt hàng bên shop em, bên shop nào cũng vậy hết trơn á, mình đo eo đi cho chắc ăn. Đó, rồi mặc bên em tư vấn với mình luôn ha. Rồi, em đang mặc 1586, đo lần thôi, mai mốt mua hoài luôn. Cứ các bạn hỏi em mình nhiêu là mình báo là các bạn biết size gì liền ha. Rồi, 1586 nha. 1586 giá là 299.000 đồng. Mã số sản phẩm là 1586. Chị khách nào mình đặt đơn comment ngay cho em. Nền đen nha, nền vải màu đen, hoa nhí nè, hoa nhỏ nhỏ nè, dễ thương quá trời. Đầm này em 86 đủ về cho em nha, đủ size hết luôn á. Đường may mũi chỉ đẹp nè, chất von hàng nè, vải von bên nhà em cả nhà mình thấy không, vẫn có độ xuyên thấu nhưng mà không có sợ nó bị quá mỏng đâu. Ôi ôi nhìn nè, trời ơi, nhìn thôi là mình đã thấy xịn sò rồi. Cái von này rất là xịn sò luôn nha các chị ạ. Nền đen nè, hoa này, hoa này màu màu hồng phấn ha, màu hồng phấn đó, phớt phớt qua thôi, dáng xè xè như vậy đó, đẹp ghê chưa. Hoa to thì mặc nó sang, còn hoa nhí thì mặc lên gọn dáng nha, dễ thương lắm các chị ạ. À, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1586, em mặc trên live sao giao vậy nha các chị ơi. Để em đo cái hai cái tên L này lại xem phải 86 không nhá. 1586 với xin hỏi shop ra về chị quận 7 thành phố Hồ Chí Minh chứ ơi, nhưng mà đặt hàng online được giá rẻ chứ, đi mất công. Nếu như chị khách nè, mà mấy chị khách bên nhà em á, thường nếu như mà ở Sài Gòn thì cũng đặt online không mà chị. Đi mệt lắm, đi mệt lắm chứ ơi.
Chứ em mình có yên tâm nên em giới thiệu sao là không bên ngoài trang vậy á, khỏi lo. Rồi, đúng luôn, E8586 đủ về ha. Rồi, mã của em nói là 1586, 1586 giá là 299.000 đồng. Chị mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới. Mã số sản phẩm là 1586 với số điện thoại cho em là được ha. Đồng thiết kế sẽ là cổ sơ mi. Cổ sơ mi tay ngắn vai phồng ôm eo dáng đồng phông xòe. Váy này may kỹ cho cả nhà mình luôn là hai lớp và kèm luôn cả hai cái túi có khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng. Mã số sản phẩm là 1586. Các chị mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã 1586 với số điện thoại. Giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. Đó, đầm nè, sơ mi dáng dài dễ thương ghê chưa? 1586 giá 299. 1586 giá 299.000 đồng. Rồi chị khách nào mình đặt đơn thì mình nghe cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn. Sale rẻ cho các chị mình trong bài livestream ngày hôm nay nha. Ui em có cái đầm này em đang sale rẻ nè, hôm nay còn sót không một cái size lớn nè. Chị gì nổi. Quá trời đầm rẻ đẹp rồi. Đây đây. Chị ơi em có cái đầm này còn một cái size lớn nè. Chị nào mình đặt hàng em chốt cho mình luôn 129 cành thôi. Còn bốn cái size nhỏ với lại một cái size lớn cuối cùng luôn ha. Chậm xíu nha. Đây, mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1593. Đầm em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1593. Đầm em thiết kế sẽ là cổ tròn, tay lỡ, cổ tay le, dáng dài. Trời ơi, cái đầm này chị nào mà mặc size XL L82 á, chốt liền cho em đi XL còn một cái. Đó, nãy giờ chị Cúc đo eo chưa? Mày eo 82 hôm hay eo nhiêu? Eo 75 cho tới eo 82 mặc vừa mẫu này nè. Với lại eo dưới 70 nè. Mặc vừa mẫu này cho em, size M còn 4 chiếc. Size M còn 4 chiếc, size XL còn 1 chiếc. Em váy này hôm nay em đặc biệt giảm giá luôn, mua về mặc chơi cả nhà ơi, đẹp lắm. 129.000 đồng. Mã số 1593. Mã 1593 129.000 đồng cái mẫu này luôn. Trời đẹp ghê chưa, siêu dài, đồng đấy máy nước chạy còn sót hơn 5 chiếc em xả rẻ luôn 129.000 đồng. Rồi nhà không có thước dây hả chị, 1593, 129.000, trời buồn dữ rồi trời. Đó, chị cái nào đặt hàng online chuẩn bị cái thước dây đi cả nhà ơi. Thước dây có 1.000-2.000 cái à. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1593, 1593 giá 129, 1593 giá 129.000 đồng. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn nha, tay lỡ cổ tay le cho mình nè, dáng đầm dài dài về nè, nền đen và có phối cho cả nhà mình. Đây họa tiết trái thơm như thế này, hơi bị dễ thương luôn nha. Đầm này mua mặt tết đẹp nè các chị ạ. Mã số sản phẩm 1593 nha. Rồi à, tới shop mua không hả chị? Rồi ok chết luôn, đặt hàng online đi cho tiện chị. Em đặt hàng online không à, em biết khi nào tới shop mua đó không mà chắc đầu năm trở lại đây là em không có ra shop luôn á chị, em mua hàng online không à. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1593 nha, cổ tròn tay lỡ cổ tay le nè, ôm eo nè, dáng xe dài vậy nè, cam mấy 65, đầm để mặc dài tới cổ chân, thích mặc dài dài không hơn thì để dài, không thích mặc dáng dài lên like. Hai lớp kèm hai túi nha, em còn cho mình bốn cái size M. Bốn cái size M thì từ 40kg cho tới 54kg em vậy hai độ về, và một cái size XL thì sẽ tầm 55 cho tới là tầm 62kg, eo 75 cho tới eo 82 nhá. Rồi mã của em nó là 1593 và giá của em nó là 129.000 đồng. Rồi 129.000 đồng cho em. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mã khác nha. Lên tiếp mã khác, chỗ cái đầm này 129.000 đồng này, chị nào đặt đơn thì tranh thủ với liền dùm em đi. À em lên cái đầm này đi, 99 xu một em. Giảm giá cho mấy chị yêu mình luôn nha. Còn mỗi em đang mặc mã số sản phẩm là 1593. 1593 đặt đơn thì mình nghe cho em phía dưới mã số xếp hợp. Ủa hôm qua like được tới bao lâu rồi chứ này? À, cũng được. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác nữa ha. Đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1493. 1493 sale rẻ cho cả nhà mình luôn, chỉ cần có giá tiền là 99.000 đồng. Rồi 99.000 đồng mã số sản phẩm là 1493. Đầm này em còn cho mình là size M. Ủa hồi nãy mình lên 1593 giờ lên 1493, đừng có nhầm lẫn nha mấy chị. Đừng có nhầm nha. Hồi nãy là 1593 nhé. Còn cái này là 1493. 1493 giá 99.000 đồng. 1493
giá 99.000 đồng. Rồi các chị mình đặt đơn rồi mình nghe cho em phía dưới. Mã số 1493 với số điện thoại nha, giá 99 xu một em. Đầm này thì em chỉ còn size nhỏ, em dưới 70 dùng em. Em dưới 70 nha. Này vải sẽ là màu đen nè, và có phối với mình những cái họa tiết lông công tông màu xanh luôn. Váy may kỹ lưỡng 2 lớp kèm luôn cả 2 túi như thế này nè, tay ngắn vai phồng. Xè xè lên cao 1m65, đầm em mặc dài ngang nửa bắp chân. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1493. 1493 với số điện thoại liền giùm em nha. Rồi 1493 với số điện thoại liền giùm em cả nhà ơi. Giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Đầm này chất là vải von lụa nha. Và dòng vải von lụa thì mình cứ yên tâm, vải khá là mềm luôn á. Sờ lên nè, mịn mịn nè, mặc lên thì rất là mát. Váy này em sẽ may kỹ cho các chị mình nha. Hai lớp nè, kèm luôn cả hai cái túi như thế này. Và có khóa kéo phía sau nha. Giá của em nó là 99.000 một em. Giá của em nó là 99.000 đồng ha. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới. Mã số sản phẩm là 1493 với số điện thoại. Cả nhà mình chờ em xíu nha. À. 1493 với số điện thoại cho em đặt được nha. Giá chỉ có là 99.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay cả nhà ha. Tiếp tục em sẽ chuyển theo cho mình xem mẫu khác. Xem lên cho mình cái đầm này đi. Sơ mi. Lên cho các chị mình cái đầm sơ mi đi ha. Sơ mi này em còn 2 size, sale rẻ 159. Đầm này chất là vải chiffon cho các chị mình. Chờ em chút nha. Rồi còn mẫu em đang mặc, mã số sản phẩm là 1493. 1493 giá 99 nha mấy chị. Mẫu em đang mặc cho người, mã số sản phẩm 1493 giá 99 ha. Mấy chị mà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới. Mã 1493 với số điện thoại cho em là được luôn. Rồi đây, hay tiếp cho các chị mình cùng xem thêm cái mã này đi. Mã này là 1464. Lên thêm cho các chị mình một cái em đầm công sở xe rẻ luôn. 1464 giá 159. Dạ em chào chị Ngọc My nha. Rồi nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Chị Bích Luyến nè, 149399 đó chị ơi. Đặt đơn cảm ơn nghe cho em mã số điện thoại nha. Mã số với số điện thoại là được. Em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1464 nha. 1464 mấy chị ơi, còn 2 size M và L. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi nha. Cổ sơ mi tay lỡ, chất là vải chiếc phong cho mình, dáng đồng phơn xòe. Váy này thì em sẽ may kỹ cho các chị mình luôn là 2 lớp ha. 2 lớp kèm 2 túi và có khóa kéo phía sau lưng ha. Chị khách nào mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số số điện thoại cho em là được luôn. Trời ơi. Em mất tay cái lần này luôn. Mã số số điện thoại cho em là được cả nhà. Em chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là ok chị nhé. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số 1464. 1464 giá 159 nè chị. 40kg cho tới 55-56kg, em tới đây tầm 75-76 độ về. Chất là vải chiếc phong cho mình luôn. Nền vải sẽ là màu đen và có phối cho mình những cái họa tiết dây xích chạy theo chiều dọc trên nền vải như thế này. Tông màu đen trắng dễ mặc nha các chị ạ. Da trắng mặc đẹp, da ngâm mình vậy là cũng ok cho em luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1464, giá chỉ có 159.000 đồng thôi. Em cao 1m65, đầm đen mặc dài ngang nửa bắp chân như vậy nha. Xinh quá trời nè. Còn có 2 size nhỏ thôi à. Các chị mình thích muốn mặc đầm size nhỏ size lớn nhưng mình lộn phía dưới cho em nha. Muốn lên đầm sau comment cho em đi các chị. Mình muốn lên đầm sau mình lộn phía dưới cho em đi. Em lên đầm cho các chị mình luôn. Còn em đang mặc mã 1464 nè. Giá của em nói là 159. Chị Ngọc Linh dùng đơn cho chị Ngọc Linh nha. Rồi 159.000 chạy ơi. 159 ha. Rất là đẹp luôn. Giao hàng không em có chứ chị ơi. Đặt hàng online thì chắc chắn là có giao hàng tận nhà rồi đó. Nhận được quyền kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán nha, cũng nhanh lắm. Nếu như mà mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, chị nào còn gấp thì trong ngày em vẫn giao được cho mình nha. Trong ngày hoặc là qua ngày là có hàng rồi. Còn chị nào mà mình ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh á thì tầm từ 1 cho tới là 4 ngày mình sẽ nhận được hàng, trừ thứ bảy chủ nhật ra dùng em ha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho cả nhà một cái em đầm von hoa. Von hoa màu tím tím. Hay là các chị thích đầm hoa 3D không? Em có cái váy hoa 3D nè. Em có cái váy hoa 3D này xinh này các chị ạ. Trời quá trời cành hồng luôn. Rồi em đang mặc mã 1464 nha. 1464 giá 159. 1464 giá 159.000 đồng thôi. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã đầm khác nữa. Đây. Lên luôn cho mình cái mẫu đầm này. Mã số của em nó là 1523.
Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523. Đẹp quá trời quá đất luôn. Cổ tròn tay ngắn, vai hơi phồng một xíu nha. Ôm eo nè, dáng xòe xòe nè, cao 1m65, đầm này mặc ngang nửa ấp chân. Mã của em nó là 1523. Đầm em đang mặc trên người mã 1523. Chế là mình đặt đơn thì mình ngay cho em phía dưới. Mã 1523 với số điện thoại cho em là được. 1523 với số điện thoại giá là 129.000. 129.000 đồng. Trời ơi đẹp lắm nha, để em đứng gần cho mình coi. Những cái mảng hoa 3D nè mấy chị. Đó, đẹp ghê chưa? Hoa màu đỏ đỏ, cam cam vàng vàng nè. Thêm cho mình vài cái em hoa màu xanh coba nữa. Xuất sắc ghê chưa? Phần tay thì thường em sẽ may cho mình một lớp nha. Còn phần thân váy thì em sẽ may kỹ cho cả nhà mình luôn là hai lớp. Và có khóa kéo phía sau lưng ha. Rồi, mã số của em đó là 1523. Chị khách là mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới. Mã số sản phẩm là 1523 với số điện thoại cho em là được. Giá chỉ có là 129.000 đồng thôi. Giá 129.000 đồng các chị yêu nha. Rồi, em chào chị Thu Diễm nha. Em chào cả nhà mình mới vô. Ê, không ai chị vô có lên lần nào nữa không? Đẹp. Không ai chị vô có lên lần nào nữa không? Có. Dạ. Ok. Rồi. Em cảm ơn chị Cúc Trần nha. Đồng bên nhà em là chuyên trung niên đó chị. Em mặc là chỉ đẹp vừa thôi. Chứ mấy chị yêu mình mà tầm U40-50 trở lên mặc hợp hơn. Em hết rồi chị. Cái này đẹp quá ha. Cái này đẹp quá trời luôn á. Đồng này em bán chạy lắm. Nhiều chị hỏi em hoài luôn. Em ơi có về hoa 3D không mà em không có. Tại vì hoa 3D bên nhà em á là màu in trên mặt vải như vậy nè. Chứ không phải là nhựa đâu, là màu in thôi, không phải là nhựa đâu nha các chị. Giặt ủi đó không bay không phai, mặc siêu bền luôn á chị. Trời ơi cái hoa nè, ôi đẹp ghê chưa. Lâu lâu em mới vẹn lần, không phải lúc nào cũng có đâu, lâu lắm mới có một lần á các chị ơi. Rồi thích mình chốt sớm với em nha. Mã số điện thoại em lên cho mình cái mẫu đầm này đi. Đầm này là ren màu trắng, đẹp mê ly luôn, đẹp chấn động luôn. Mua không, tặng cho cái nè, sao không hợp lắm á. Rồi nhân tay chốt sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523. 1523 giá 129.000 đồng. Đẹp quá các chị ơi, trụ cái hoa của nó nè, xuất sắc ghê chưa. Bên nhà em là bữa giờ là không có về hoa 3D, có nhờ kiếm vải không ra luôn đó. Nếu như có vải thì chắc chắn em cũng sẽ về cho mình. Hoa quá đẹp, quá đẹp luôn á các chị ạ. Chị Mỹ Lai có đơn luôn. Xem mờ thôi chị, 40kg cho tới 54-55kg cũng được nha. Nhưng mà em dưới 70 giục em. Ở đây thì em 54kg á, em dưới 70 á thì em vẫn mặc size M nè. Có XL. Dạ hết rồi chế Thu Hằng ơi. Em thấy comment của mình rồi nha. Hồi nãy em thấy comment của mình đó. Em dưới 70 giùm em nha. Bây giờ 54-55kg cũng được. Em dưới 70 giùm shop. Em ấy này đang xả luôn á, là 129. Đầm mới 100% và còn tem mát đầy đủ hết luôn. Em hết eo 81 rồi chị. Eo dưới 70, eo dưới 70 thôi. Em với mẹ mua thôi chứ ơi, đầm này mà còn size là hả, là vui lắm luôn á. Tại mấy chị khách quen bên nhà em hồi bữa không kịp đặt, coi không kịp á các chị ạ. Ví dụ như hôm nay em like, hôm sau mấy chị mới bắt gặp live stream của em là đã rẻ size mất tiêu rồi. Bây giờ em còn tồn kho size M này, cả nhà ủng hộ em đi. 129.000 thôi, tem mát còn đầy đủ hết đó à. Mã số của em đó là 1523 nhé, 129. Chờ em xíu nha, em thay tiếp cho mình mẹ khác nha. Ấn đầm này đặt sớm nha em, đẹp ha các chị ơi. Lên được cái bông đẹp quá, hết size mất tiêu. Lên cho mình cái này nữa nè. Cái này đẹp chấn động luôn nè. Cái này mà không đặt hàng mốt hết luôn á. Rồi tiếp tục, cái này đẹp lắm nè mấy chị ơi. Đẹp lắm, bao đẹp luôn á. Nhìn bên ngoài là đúng ghiền luôn á chị. Cái này nhìn bên ngoài đẹp lắm. Em cảm ơn chị Cúc Trần nha. Rồi nhanh tay chút sớm nha em luôn. Mã số điện thoại cho em là được. Trời ơi, bả mặc cái áo mà nhìn không thấy bả đâu luôn á trời. Nhìn bả chìm nghiễm thôi. Rồi mẫu em đang mặc trên người ế nhà em cũng có cái màu cam dạ quang vậy á. 1606. Trời ơi cái đồng này đẹp quá. 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Em tới đây tầm 85-86 độ về cho em nha. Trời ơi cái đồng này đẹp quá các chị ơi. Bông nè, cái bông nè ren nha. Cái màu trắng trắng nè các chị ạ. Cái bông trắng trắng nè cả nhà mình sờ lên nó rất là mướt nha. Mướt lắm, đã lắm luôn á. Và từng cái họa tiết ở đây em có chạy viền nổi, cả nhà thấy không? Đó, nó có viền nè, chạy viền nổi cho chị em mình luôn ha. Viền nổi bông thì em về nhiều rồi, nhưng mà cái này thì nó sẽ lạ hơn những cái khác một chút xíu nha. Nó rất là khác luôn. Đó.
không có cái nào về mà giống cái nào hết trơn á, đẹp ghê cho cả nhà. Bông nè, nền vải màu xanh đen nha, cái này không phải nền đen đâu, nền xanh đen mặt rất là sáng luôn á. Rồi có phối cho mình bông màu trắng nè, thêm kim sa chiếu chiếu vậy nữa. Chỉ có phần tay em may một lớp thôi chứ thân váy thì chắc chắn phải là hai lớp rồi đó, kèm luôn hai túi luôn, hai túi nè, khóa kéo phía sau lưng dáng dài luôn nha. Ồ nó đẹp, đẹp quá các chị ơi, đầm này bên ngoài đẹp lắm, bên ngoài đẹp dã man luôn á, ở trên livestream là bớt đẹp rồi các chị bạn. Em cũng đang coi like nè, trên livestream bớt đẹp rồi, không có thấy được cái độ đẹp của em nó. Cái đầm này đẹp dã man luôn, cái vải xuất sắc lắm các chị ạ. Và em váy này có co giãn nha chế, có co giãn nhẹ, đầm ren thì hầu như là sẽ có co giãn nhẹ nha. Co giãn như thế này, mặc lên thì yên tâm, giặt tay giặt máy được nha. Giặt tay giặt máy được, xài hơi bị bền luôn đó chị. Rồi mẫu em đang mặc mã 1606 nha, 1606 về nhà đấy thử xem váy này nhiêu nè. Váy này nhiêu ạ? Vải đẹp quá, vải đẹp quá trời, 339.000 một em, siêu rẻ luôn. Trời, cái giá báo cái chấn động liền, tưởng đâu 5-700 đúng không? Nếu như mình mua tại cửa hàng nhà em, giá của em nó là 499.000 đồng. Còn trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt đơn có chia sẻ livestream váy này, váy mới chỉ có 339.000 thôi. Cái em nằm này quá đẹp, cả nhà đặt đi, đặt lên đi, nếu không nó lên giá nó mới chịu ạ. Hồi bữa là về số lượng ít á, em bán hết trơn rồi đó, em tưởng là nó hết hàng cho nên em mới giảm giá em nó xuống, ai ngờ là chưa cập nhật có cái chịu ạ. Đây bây giờ cập nhật lại rồi, đủ size lại rồi nè. Chị nào hồi bữa đặt hàng mẫu này không có, chốt liền cho em đi. Ôi ôi nó đẹp như vậy nè, nó đẹp như vậy nè, chốt liền cho em cả nhà, mã 1606 nha. Chị Lê Hồng Nhung có đơn, chị Hảo Vân có L này chị, đủ size luôn á chị ơi. Trời ơi lấp lánh nè, lấp lánh ghê chưa, đẹp ghê chưa. Chị khách nào đang kiếm nằm đi chơi đi tiệc nè, đó thì mình chốt liền dây mẫu nằm này ha, mã số của em nó là 1606. Đặt đơn có việc comment ngay cho em luôn, mã số 1606 với số điện thoại, mã số 1606 với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn á, dáng xòe che khéo phần bụng tốt cho em luôn, form lên rất là đẹp, form lên chuẩn đẹp cho chị em mình luôn nè. Trời ơi đẹp ghê chưa. Rồi thích thì mình chốt sớm nha em luôn, mã số sản phẩm là 1606 nha. Đẹp lắm cả nhà ơi, sang lắm. Về nhà nhận cái đầm này dở ra một phát cho em, ưng nhất đó chính là cái vải của em nó. Vải ren này tông màu trắng nha, mẫu ren này màu trắng rất là khó kiếm trên thị trường luôn. Em chào chế Lê Dung ạ, trời ơi em cảm ơn chị mình nha. Cả nhà vô like cho xin chấm chấm bài tương tác giùm em nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1606, 1606. Muốn em lên đầm nào bình luận phía dưới cho em đi, em lên đầm cho mình hết màu xanh đỏ tím vàng gì đó, bình luận phía dưới giùm em đi, có cái thì em còn, có cái thì hết, nhưng mà mình cứ bình luận phía dưới cho em đi các chị ơi, để em lên đầm cho mình ha. Đầm bên nhà em thì bao la bát ngát. Đây cái mẫu này mới về cũng giảm giá luôn, 339.000. Chị khách nào mình mới vừa biết đến với shop em, mình không dám mua mấy cái đầm mà 300-400 đi đó, shop mới không dám mua cái mắc mắc tiền, thì mình mua những cái dưới 200 cũng được, 99k cũng có, 100, 200, 300, 350 gì cũng có hết trơn á. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1606 nha, 1606 các chị ơi. Quá xuất sắc, chỉ có giá bao nhiêu? 339.000 đồng thôi nha. Rất là nhiều những cái đóa hoa màu trắng trải đều trên nền vải. Thì đó, từ trước cho tới bây giờ em đã có về cho mình rất là nhiều mẫu ren rồi. Xanh, đỏ, tím, vàng, cam, đỏ thì có đỏ tươi, đỏ đô, đỏ hồng. Đó, em đã về cho mình rất là nhiều mẫu ren rồi đúng không? Và chưa có về ren màu trắng thôi. À trắng là không có về, nhưng mà nguyên luôn, không có phối. Còn cái này em phối nè, nền xanh đen và hoa thì màu trắng đó, và có thêm kim sa luôn đó. Kim sa thì mặc rất là bền nha, giặt tay giặt máy thoải mái. Mã của em nó là 1606, mã của em nó là 1606 nha. Cả nhà đặt đơn ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha, cả nhà giặt lộn ngược nó lại nha các chị ơi. Rồi em chào chị Giang Đặng nha, 1606 giá 339.000. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác nữa ha. Ưng đầm nào chốt sớm nha, đặt chậm là hết hàng đó. Ui, để em lên cho mình cái đầm, cái đầm đâu rồi mất tiêu rồi ta. Rồi tiếp tục để em lên cho cả nhà mình cái đầm maxi đi. Đây nè, ôi cái đầm maxi này đẹp quá trời luôn, có 100+ một chiếc à. Chờ em xíu nha, maxi 3 tầng luôn, mặc lên không trẻ không lấy tiền luôn á. Đầm này bên nhà em là mỗi bạn là hút chiếc rồi đó mấy chị ơi, dễ thương lắm. Rồi đầm trung niên đó,
Mà mấy bạn hai mấy tuổi là hốt mỗi người chiếc rồi đó. 1578 nha. Dễ thương quá. Quá dễ thương. Hai size M và L. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1578. Mình đặt đơn comment ngay cho em nha. Mã 1578 với xuyên hợi. Đồng thiết kế sẽ là cổ vuông tim như vậy. Cổ vuông tim dán xòe. Ui trời đất ơi, mặc lộn cái rồi. Hàng gì? Hàng gì thấy nó hơi lạ lùng. Mặc lộn mấy chị ơi. Nhầm một xíu, cả nhà chờ em chút nha. Cái này đúng. Cái nhúng nhúng này mới đúng. Còn cái em đang mặc eo nó không có nhúng. Eo không nhúng thì không có che bụng được. Rồi, chờ em chút xíu nha. Các chị ơi, mới vô livestream tương tác mà like với em nha. Rồi đây tiếp tục nè. Cái mẫu này nè, maxi em đang giảm giá cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199 ngàn đồng thôi. Rất là rẻ luôn á. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1578. Đầm này nè, mặc lên rất là trẻ luôn. Váy mềm, nhẹ nè, mặc lên rất là mát. Đầm này chắc là vải von tâm nha mấy chị. Mê không? Rồi, em giảm giá cho cả nhà mình luôn. 199 ngàn đồng luôn, 2 size. 199 ngàn đồng luôn, 2 size. Chị khách là mình đặt đơn nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số xuyên thoại cho em là được. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1578. Rồi, với lại em có thêm cái mẫu maxi này nè cả nhà. Maxi cổ sơ mi, cái em đang mặc trên người maxi cổ vuông nha. Em có cái maxi cổ sơ mi nè, dài hơn nữa luôn. Và em sẽ sale đồng giá cho các chị mình với giá tiền chỉ có là 199 ngàn đồng thôi. Chị khách nào thích maxi cổ vuông comment ngay cho em mã số sản phẩm là kéo màn hình sao cho khách nhìn đầm dài đến đâu. Làm sao được ta? Em không biết làm sao được có chị yêu ơi. Đây em đứng xa ra cho chị yêu mình nè được không? Tại vì em đang like bằng một cái điện thoại của Bắp á chị yêu ạ. Cho nên là không có kéo ra kéo vô được. Nó không có hiện đại chị ơi. Điện thoại bình thường lắm. Nhiều chị khách nhận được hàng bên ngoài. Mấy chị cũng nói ủa sao trên live stream em like không có đẹp bằng bên ngoài á. Trên live stream like đồng không có đẹp bằng bên ngoài á chị. Điện thoại bình thường thôi, nó không có được xịn mịn. Cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi, thích đầm sơ mi. Sơ mi.bi bình luận cho em mã 1563 giá 199. Sơ mi.bi 1563 giá 199. Còn em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1578, đồng giá luôn 199.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số xuyên thoại cho em là được ha. Dáng khá là dài cho chị mình luôn. Đó, em cầm mấy 65 đồng em mặc dài tới cổ chân. Còn cái đầm 1563 này nè là dài chấm gót của em luôn. Hai em váy này em đang sale đồng giá cho cả nhà mình. Một váy chỉ có 199. Thay vì bình thường cả nhà mình mua tới 450.000 đồng thì trong bài livestream ngày hôm nay chỉ còn có giá là 199.000 đồng. Chị Lê Ngọc Hân có đơn, chị Kim Ly một chiếc luôn ạ. Hai chiếc giá sao em? Dạ hai, một chiếc là 199, hai chiếc là 398.000 đó chị ơi. Nó vẫn rẻ hơn so với bình thường mình mua một váy. Bình thường mình mua một váy là 450 rồi đó chị. Rồi chốt sớm thì giùm em nha. Mã số xuyên thoại cho em là được 199.000 đồng, đồng giá luôn. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẹ khác. Em có cái mẫu ren này mới về nè cả nhà ơi. Ren hoa mai dễ thương lắm. Dạ đồng minh nhà em thì chuyên về thời trang trung niên chị yêu nha. Thời trang trung niên, thời trang quý bà nha. Chị khách nào mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em tư vấn luôn mã số điện thoại để em lên cho mình xem cái đầm mà đầm ren này đi mấy chị. Em có cái đầm ren này lên một phát là đảm bảo là hả? Ghiền liền. Chiếc ngô tiền có đơn luôn 1578. 1578 là cái cổ vuông em đang mặc nha. Còn cái chấm bi sơ mi này nè là 1563 nha chị, đừng có nhầm mã nha. Nhầm mã là lộn đầm đó. Rồi cả nhà mình mới vào livestream của em chấm chấm bài like giùm em đi cả nhà ơi. Mới vào like chấm bài giùm em cái nha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1616. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1616 ạ. Đầm thiết kế sẽ là cổ vuông nhé. Cổ vuông cho cả nhà mình và có phối cho cả nhà mình cúc ngọc trai ở đây. Tay lỡ nè, vai phồng, dáng đầm phơn xòe. Ren hoa mai. Đồ vừa rồi thì em có về cho cả nhà mình ren hoa hồng đúng không? Với lại ren hoa này nè, hoa quỳnh nè. Đó, đẹp ghê chưa? Cái nào cũng đẹp hết trơn á. Cái màu trắng trắng treo trên tường là ren luôn á nha mấy chị. Cái đó là ren có phối kim sa, lấp lánh chị nào thích mà ren mà có chiếu chiếu á thì mình lấy cái kia. Cái kia mã khác nha. 1593 còn không em? Em còn 4 cái size M với lại một cái size XL để chế hạnh trần 129.000 nha. 129.000 đồng nha. Chế hạnh trần. Ủa thôi bữa chị khách nào hỏi em là em ơi cái này còn size lớn không nè. Dạ đúng rồi, mã 1578 là mới thay ra 199.000 á chị mua đi chị. Mẫu nó mặc lên nhìn trẻ lắm. Nhìn trẻ nhìn xinh lắm.
Mẫu đó em cũng hốt hàng cái đó chị, dễ thương lắm. Rồi đây đây, cái đầm này, cái đầm này này các chị ơi, tin em đi, mua cái 1578 đi chị. Ôi trời mẹ ơi, trời ơi. Rồi mém sập xào mấy chị, cái vòng vàng đồng em bao nhiêu? Dạ em 92 nha chứ ơi, chứ Trần Tứ ơi em 92 nha. Ủa bữa nó chính em 92 95 chị Lan. Cái vàng nè em 95 á chị yêu ơi. Đây cái này là 1578 nha chị yêu nha, 1578 này chị, 3 tầng luôn. Cái mẫu này nha chị mình mặc lên nha, nó dài nhưng mà mặc lên nó nhẹ và nó rất là mát luôn, mặc lên tiểu thư lắm, dễ thương lắm chị. Cái này nè, chứ mình mua đi, họa tiết của nó nè, bi kiểu như vậy nè, 1578 nè, dễ thương không? Eo to quá hả? Eo to thì đặt size nhỏ. Em tưởng đâu chị mình hỏi là, em tưởng đâu là chị 70kg, 80kg chị mình hỏi nó chứ. Chị mình muốn eo nhỏ đúng không? Eo của em nó eo từ 60 cho tới eo 95. Eo tầm 60 cho eo 95 vừa không chị? Em tưởng đâu chứ mình hỏi eo lớn nhất bao nhiêu chứ. Em có size mà, eo 60 cho tới eo 95 á chị ơi. Còn cái đầm này cũng vậy nè, cái đầm này eo 60 cho tới eo 77. Eo 60 cho tới eo 77 giùm em, 75, 76 giùm em đi. Đó, 199 ngày nào 1578, đẹp lắm. Cái 1578 nên mua nha các chị ạ. Mua về mặt không ghiền, không lấy tiền luôn á. Rồi chị ơi, 1593 nè, 129 ngàn nè. 1593, 129 ngày nào em còn cho chị của mình là 4 cái size M thôi. Với lại một cái size XL cuối cùng, 40kg cho tới 60-62kg, eo 80-82 độ về. Giá của em nó bao nhiêu? Em đang xả hàng đó, 129 ngàn. Đầm còn tem mát đầy đủ hết trơn rồi, mình cứ yên tâm đặt hàng thoải mái cho em nha. Trên like sao về nhà nhận được hàng y chang vậy. Von hàng thì mình yên tâm, von hàng không có sợ bị quá mỏng đâu ha. Có độ dày, độ dai vừa phải, giặt tay giặt máy và nó là thoải mái luôn á. Rồi, chứ Thanh Nguyễn 1578, 199 mua về đây chị. Không đẹp không lấy tiền luôn, mà đẹp quay lại đây bình luận cho em nha. Đẹp là quay dài đến đâu, cái nào của cái nào chị? Chế Hạnh Toàn ơi, em không hiểu cái nào chị. Chị nói cái nào, cái này hả? Cái này dài tới cổ chân. Ồ cái này dài tới mắt cá chân. Còn cái 1578 thì dài tới cổ chân. Cái 1578 ngắn hơn này xíu nhiêu đây. Đó, cũng dài à chị, em cao mét 65. Cái kia thì dài tới cổ chân, còn cái này dài hơn 5 phân, dài tới mắt cá chân. Đó, rồi à, có 80kg không? Có 80kg chế Hằng ơi. Cái này hả? Cái này hả chế ơi? Eo 95 đó. Eo 95 đó, chế coi thử coi eo 95 không? Hai, em có hai màu. Em có màu bạc với em có màu đồng vậy nè. Xem đầm sơ mi. Sơ mi nào chị? Cái nào nguyên bộ nha. Cái này nguyên bộ 54kg đổ về eo 73 dùng em ha. Nguyên bộ này thì 160. Nguyên bộ này 160 luôn, cả áo sơ mi luôn, cả cái chân váy. Mình mít chung cũng được, mình tách ra cũng được, sao cũng được hết trơn á. 1593 cao mét 6 mặt dài tới đâu? Cao mét 6 mặt dài tới mắt cá chân á chị. Rồi mẫu em đang em cao mét 65 nè, dài tới mắt cá chân á. Chứ mình cũng mặc dài tới mắt cá chân luôn. Rồi, hoặc là dài hơn xíu nhờ hoa tính nó mắt cá chân hơi được rồi. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1616 nha. 1616 70kg. 70kg vừa đó chị Mai Lê ơi, 70kg vừa đó. Vừa cái này nè, 70kg vừa cái này nè chị. Với lại cái này nè, 70kg vừa nha. À 70kg em cũng có nhiều đầm là vừa đó. Nhưng mà quan trọng là em của mình bao nhiêu thôi. Em có mặc bao nhiêu vậy chị ơi? Đo em giùm em, đang em thủy tay hoặc là đo trên rốn. Rồi cái mẫu em đang mặc trên người cả nhà, reo hoa mai. Reo hoa mai cả nhà, em giới thiệu cái này xương xương qua để em thay nha. Reo hoa mai cả nhà, nền vải sẽ là sọc caro phối như vậy. Nền vải là caro như thế này. Rồi phối hoa nè, phối hoa mai nè. Chạy viền nổi nè, trời ơi, cành hoa lá nè, trời xuất sắc ghê chưa. Ủa đẹp quá, quá đẹp luôn. Vải này có độ dày vừa nha. Phần tay may một lớp, còn thân váy kỳ lượng hai lớp, kèm lưng hai túi, có khóa kéo phía sau lưng. Cao 1m65, đầm này mặc dài qua gót chân chút xíu. Đó, dáng như vậy. Dáng rất đẹp luôn. Mã của em nó là 1616. 1616 em sale rẻ nha cả nhà ơi. 349 ngày nào cả nhà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1616 với số điện thoại. 1616 với số điện thoại, giá của em đó là 349 cành. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số điện thoại cho em là được. Cả nhà có thích đầm chấm gót không? Đầm chấm gót với cái này. Em đang sale là 199 luôn. Nhưng mà còn size nhỏ thôi. Em với 76 giùm shop. Em với 76 nha. Rồi. Chị nào thích mà dài ơi là dài luôn á, dài quốc đất luôn, lấy cái này giùm em. Cái đầm này em mặc là dài chấm gót nè. Đó, cao chị khách nào ạ? À? Em cao 1m65 mặc dài chấm gót, chị nào cao tầm 1m6 là dài quốc đất luôn. Đó, rồi dài chấm tới đất luôn. Tiếp tục nha, thay mẫu. Chị yêu nào mà mình thích cái đầm dài phần lòn không?
Cái làm dạ ơi là dài nè. Đó, 70kg nè, 70-75kg lấy cho em cái này đi. 70kg, 80kg rồi đó, lấy cho em cái này. Trời ơi, cả nhà ơi, cho em xin 10 giây sạc pin cái điện thoại nha các chị ạ. Hết pin rồi. Rồi đây, mẫu em đang mặc mã 1616 nha. Vô like tương tác với em đây cả nhà ơi. Thả tim, thả ơi cho em đây các chị ơi. Thả tim, thả bông, thả like gì cho em đây các chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình xem thêm mã khác nha. Em lên cho mình cái lầm dài. Em còn cho mình một cái lầm này nữa, siêu dài luôn, nhưng mà form dạ hội nha. Thích maxi rồi sơ mi hay là gì đó em đều có hết trơn cho cả nhà mình nè. Quan trọng là còn size hay không thôi. Ui da. Đó, cả nhà mình mà biết đến bên nhà em là ha, đồng siêu chất lượng luôn, giá rất là rẻ luôn nha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1592. Em cảm ơn chị Phụng nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1592. Chị khách là mình đặt đơn ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Mã số sản phẩm là 1592 với số điện thoại. Cổ này cổ nhỏ nha mấy chị, để em gầy hết cho mình coi. Đó, cổ nhỏ xíu à. Đó, nhiêu đây thôi. Cổ có chút xíu thôi à các chị ơi. Đó, rất là đẹp luôn ha. Size M của áo tầm bao nhiêu đây? Thì size là XL với là 2X. Cổ cũng tầm như đây hả? Có chút xíu à cả nhà. Bằng bàn tay nhỏ hả? Đó, tay tay lỡ cho các chị mình. Đầm này siêu co giãn luôn á. 40kg cho tới là 70-75kg, 80kg gì cũng được, nhưng mà eo dưới 95 cho em ha. Trời ơi, cái dáng nó đẹp. Trời ơi, đẹp quá, quá đẹp luôn. Đứng gần cho mình coi cái vải nè. Lấp lánh luôn á, lấp lánh luôn á các chị ơi, dễ thương ghê chưa. Cái này em dệt bằng chỉ kim tuyến nha. Những cái họa tiết rong biển này nè, nó sẽ nổi ở trên mặt vải nha. Cái họa tiết này nè, nó sẽ nổi trên mặt vải. Nó dệt nhiều kim tuyến hơn cho nó sẽ nổi lên. Mà mình yên tâm đi, không có gây ngứa gì đâu. Đây cái mặt bên trong nè, nó giống như là hai da vậy đó. Mà bên ngoài thì kim tuyến nhấp nhấp hết trơn à. Còn cái mặt bên trong nè, nó rất là mướt luôn, mịn cực kỳ luôn á. Đó, đẹp ghê chưa, lấy o à. Rồi ôm eo ha, hai túi luôn, một lớp đầm này may một lớp là vừa rồi cả nhà, không cần phải hai lớp đâu. Dáng khá là dài, em cao 1m65, đầm này mặc dài tới mắt cá chân nè. Ôi ơi, đẹp ghê chưa. Vải này không hề nhăn một xíu nào luôn, dở ra, thậm chí dở ra mình mặc được liền luôn á. Rồi em bán này em đang giảm giá nha, còn 369.000, mã của em nói là 1592. Rồi ok, mình đặt đơn cứ việc bình luận phía dưới để em coi coi lẻ size mấy chị ơi. Hết size M rồi. Hết size M rồi, 1592 hết size M rồi. Mình chốt thì mình chốt liền lấy size L. Size L còn có một cái thôi. Chị nào mặc size M ngay bây giờ lấy liền size L đi. Tại vì nếu như mình không lấy size L, chị khác đại size L hết là mình không lấy XL được. Mặc size M mà nhảy lên XL là nó hơn lên tới 2 size. Mình bóp lại nó không có đẹp đâu. Lên 1 size bóp mới đẹp, lên 2 size là bóp không đẹp. 1592 340. Ôi bị bạ không, 369.000 chứ. Rồi 369.000 đồng nha. Co giãn cỡ tầm này nè, 50kg đổ lên cho em. Eo 70 cho tới là eo 95 nha. Thì mình sẽ mang vừa, hội xuất sắc ha. Phía trước ngực thì sẽ có mang nhúng 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 dày, nhúng nhẹ dày nha. Rồi có phối gia cạnh cho mình cút ngọc trai từ cổ áo xuống dưới phần chân eo như vậy. Dễ thương nha mấy chị ơi. Đóng cút ngọc trai luôn cho mình dày ha. Rồi mã của em nó là, mã của em nó là 1592. Mã của em đó là 1592. Cả nhà đặt đơn cái việc comment ngay cho em phía dưới mã 1592 với số điện thoại. Mã 1592 với số điện thoại các chị ơi, 369 369. Chị Trang Nguyên có đơn hàng luôn ạ. Đầm này mặc đi chơi đi tiệc là đẹp khỏi bàn. Còn nữa nha các chị, mặc đi tiệc nè hay là đi đám cưới đám hỏi, để dài dài như vậy mặc cho em nè. Rồi vải nè, đã lắm, mặc cái này rất là đã luôn, nhìn sang lắm. Rồi, mặc đi chơi, đi tiệc á, mình để dài vậy cho em. Còn nếu như mình mặc đi tiệc xong rồi, mình muốn mặc nó hàng ngày, hay là mặc đi sinh nhật gì đó. Đó, thì đây lên like vậy nè, lên like nhìn trẻ nha. Lên like nhìn rất là trẻ nha mấy chị, để dài về mặc sang nè. Còn lên like về rất là trẻ luôn nè. Ôi, xuất sắc ghê chưa. Lên like về mặc siêu trẻ luôn á. Rồi, mã của em nó là 1592 nha. Nhanh tay chốt sớm liền dùng em chào chị Trần Nguyên nha. 1592 giá 369, rất là rẻ luôn chị. Đầm này chất là về kim tuyến ánh nhũ, em dệt bằng chỉ kim tuyến nha. Không phải là không phải là kim tuyến mịn đâu. Dạ ủa là không may không phai, không bong tróc, không rơi rớt gì luôn. Mã của em nó là 1592. Rồi đặt đơn comment ngay cho em phía dưới. Mã 1592 với xin hỏi cả nhà có thích đồng hoa thêu không? Em có đồng hoa thêu này sang xịn mịn nè. Đồng hoa thêu sang xịn mịn thì đang sale rẻ luôn này mấy chị ơi. Em đang mặc 1592, chị Nam Anh ơi, bình luận cho em mã đi. Nó còn nhiều hơn, hình như nó đẻ ra vậy bà. 1592 giá 369 ha.
Còn có 3 size thôi à, 3 size cuối cùng. Tiếp tục chuyển thêm cho mình mã khác. Buồn cái chân trâu của em quá à, em không thèm uống nó luôn á. Ăn cái gì đặt? Ăn cái gì quen rồi, ăn nó đi. Không, hồi bữa đặt bên kia đâu có thấy chữ ba quy ba ơi gì đâu. Có, ba quy có hả? Chắn mày. Ôi buồn dữ trời. Bên mày nhìn nó không tệ đúng không? Ba quy thử nè. Vậy hả? Ôi buồn dữ rồi trời. Buồn húi ruột rồi. Buồn quá luôn rồi. Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1588 này mấy chị ơi, đẹp. Cổ tròn nha, có phối nha cả cho mình nè. Hoa thêu nè, nguyên một cái mảng hoa thêu ở đây luôn. Tươi nha, cái đầm này tươi quá trời. Vải đẹp nha, chờ một xíu để em đứng gần mình coi cái vải. Vải này đẹp lắm. Đó giờ là lần đầu tiên em về cho mình cái vải này luôn á. Đầm này em đang giảm giá còn nhiều, có 299.000 là đủ size luôn á. Ê, ê, này nó lại. Này nó lại siêu phẩm phải không? Này có vô miếng, miếng nhiều vậy? 279. À hồi nãy có vô cái nghĩa. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1588. Đây các chị ơi, cái phần này là chất liệu vải thun nha. Cái này chất liệu vải thun dập sóng. Và cũng như tên gọi vậy đó, các chị thấy không? Nó sóng sóng như vậy nè. Và những cái sóng này thì nó sẽ nổi trên mặt vải. Nó nổi trên mặt vải luôn nha. Nhưng mà nó chỉ nổi bên ngoài thôi. Còn cái mặt bên trong nó vẫn mướt mịn nha. Mặt bên trong nó mướt mịn vậy nè. Cái sóng này ở bên ngoài, và khi mình sờ lên thì mình không có cảm giác thô, mà nó khá là mềm, nó khá là êm luôn. Nó khá là êm luôn á các chị ơi, êm lắm nha. Ôi đẹp. Và mặt vải của em nó thì nó sẽ có cái hiệu ứng lấp lánh nhẹ, nhìn nó lung linh vậy đó các chị ơi. Nhìn nó kiểu bình linh giống như là cái kim tuyến, nhưng mà cái đầm này em không có phối kim tuyến. Em có không dệt chỉ kim tuyến luôn, mà cái vải của em nó nè. Cái vải của em nó kiểu nó chiếu vậy này các chị bà, cả nhà thấy không ạ? Nó chiếu nhẹ vậy đó. Thì đứng gần thì mới thấy rõ thôi. Còn nếu như đứng xa đi, nếu như mình đứng xa như vậy đi các chị ơi, thì sẽ không thấy gì rõ. Đứng gần lại, đứng gần vài ba bước thì mới thấy rõ thôi. Rồi em chào chị Yến Chi nhé. Mẫu em đang mặc 1588 nha. Giá của em nó là 299.000 đồng. 299.000 đồng. Hiện tại shop đang có đầy đủ 4 size 40kg cho tới 70kg nha. Mã số của em nó là 1588. Mã 1588, đầm này dáng khá dài nha các chị ạ. Cao 1m65, đầm đen mặt dài phủ luôn cả cái bắp chân của em. Phủ luôn cả cái bắp chân của em á, dài lắm. Đó, cái này mà tầm 10 phân nữa là tới cổ chân rồi. Mã của em nó là 1588 nha. 1588, giá của em nó là 299.000 đồng. Các chị mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới. Mã số sản phẩm là 1588 với số điện thoại cho em là được luôn ha. Cổ tròn nè, mảng hoa thêu ở đây, trời ơi đẹp lắm luôn á. Và cái mảng hoa thêu này em may luôn, em không có dán keo. Em không có dán keo nha, không có ép nhựa nha. Cái này em may vô luôn cho mình luôn. Xịn mịn ghê chưa? Nhánh eo cho mình nè, dáng đồng phơn xòe. Mã số của em nó là 1588, giá 299.000 đồng. 1588, giá 299.000 đồng. Cả dùm đặt đơn cứ việc comment ngay trên phía dưới. Mã 1588 với sinh thoại một lớp, hai túi luôn, khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã số của em nó là 1588 nha. 1588 vị trí ngoại thanh. Rồi ok, tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác. Cả nhà muốn em lên đầm nào đây? Cả nhà ơi, muốn em lên đầm nào đây? Mình lộ phía dưới cho em đi ạ. À. Rồi. Chạm xíu nha. Chạm xíu nha. Ui. Em có đầm này đủ size nè. Ủa sao nãy giờ em không lên ta? Em có cái đầm này đủ size nè mấy chị ơi. Còn có mấy cái à? Còn có mấy cái thôi. Em đang sale luôn á. Ủa nãy giờ sale không lên trời. Em tưởng nó hết luôn rồi chứ. Chờ em xíu nha. Rồi em đang mặc mã 1588 nha mấy chị. Mã 1588 giá 299 nha. Các chị mình đặt đơn comment ngay trên phía dưới. Mã 1588 với số điện thoại cho em là được. Rồi bây giờ lên chưa muộn đúng không mấy chị ơi. Đây em có cái đầm này nè. Đẹp dã man luôn. Cái đầm này là quá xinh đẹp luôn á mấy chị ạ. Chờ em chút nha. Rồi đây. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1609. 1609, đầm này thì hiện tại shop đang có cho cả nhà mình full size luôn á. Size M em còn 2 chiếc, size L em còn 13, XL em còn 1 và XL thì em còn 4 chiếc cuối cùng. Mã em đang mặc là 1609. Chị khách là mình đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới nha. Mã số 1609 với số điện thoại em đang cầu cho cả nhà mình đầy đủ 4 size.
4 size luôn, size M, size L, XL và lại cả 2XL luôn ạ. Đồng ý cái xài là cổ tròn nha. Tay lỡ nè, vai phòng ôm eo, dáng nằm phơm xòe tròn như thế này. Lấp lánh nghe chưa? Đầm này chất lại vải của em đó là đầm ren nha các chị ơi. Cái này ren hoa hồng nhé. Đây, ren hoa hồng, phối thêm kim sa cũng là màu xanh luôn. Ren hoa hồng màu xanh, kim sa cũng là màu xanh như mình luôn. Tông màu này tông màu xanh đen nha mấy chị. Rồi em sale luôn. Em váy này chị nào không đặt hàng em đảm bảo rất ổn. Tại vì hiện tại em chỉ còn cho mình size M 2 chiếc, size L 13, XL còn 1 và hãy thấy là còn 4 chiếc thôi. Và đầm này giá cũ bình thường là em bán 369.000 đồng. Hôm nay em xả rẻ luôn 229.000 đồng. Mã số của em nó là 1609. Các chị mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới 1609 với số điện thoại. Chị nào bỏ lỡ qua đầm mẫu đầm này rất là ổn luôn ạ. 40kg cho tới 65-66kg. Và eo tối ra thì eo tầm 85-86 độ về. Mã số của em nó là 1609. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1609 với số điện thoại cho em là được. Giá chỉ có là 229.000 đồng thôi nha. Giá chỉ có là 229.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1609. 1609 các chị ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Chị Huyền Trân một chiếc luôn ạ. À, xinh nha các chị ơi. 40kg cho tới 65-66kg. Em tới đây tầm 85-86 độ về mang đẹp cho em luôn. Một màu duy nhất luôn. Bán qua rồi là không về, đi về lại mẫu nha các chị. Chị nào mới vô thì em báo luôn nha. Mấy chị khách quen thì mình đã biết rồi. Em 88. Ui em 88 được luôn mấy chị. Rồi. 68-70kg em 88 giùm em. Em 88 là còn thoải mái á cả nhà ơi. Em 88 đổi về dùm em ha. Mã của em nó là 1609. Các chị mình đặt đơn cứ việc comment nghe cho em phía dưới nha. Mã số 1609 với số điện thoại 229.000. Rồi 229.000 đồng mấy chị yêu nha. Đặt đơn chút sớm nha em nha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Mã số 1609 với số điện thoại. Và bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác. Em sẽ lên cho các chị mình cái đầm hoa màu tím đi. Em sẽ lên cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đồng hoa màu tím đi ha. Rồi còn em đang mặc 1609. Chị Trang Nguyễn thấy chị không em? Không chị yêu ơi, em bị ẩn mình lộn rồi. Vậy em mới thấy mình luôn á. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1609 cả nhà nha. Cả nhà ơi đang theo dõi like của em chấm bài tương tác giùm em đi. Một cái ren này đẹp quá trời nè. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác nha. Em lên cho mình đầm mà đầm von. Em lên cho cả nhà mình cùng xem đầm von ha, màu tím tím ha, rất là xinh luôn. Mã số của em nó là 1581. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1581 nha. Đầm hít cái sợ cổ tim, tay ngắn nè, dáng đồng phong xòe nè, váy này may 2 lớp 2 túi. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1581. 1581, chị khách nào mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới 1581 với số điện thoại còn 2 size M và L. Em còn cho cả nhà mình hai size M và L 40kg cho tới là tầm 55-57kg, em tới là tầm 75-76. Đó, đầm này chất von tâm nha. Nền vải của em nó sẽ là màu đen. Và có phối cho cả nhà mình hoa màu vàng vàng tím tím như vậy. Tím nhạt nha cả nhà ơi, tím phớt phớt như vậy nè. Mã của em nó là 1581. Mã của em nó 1581 nha. Giá 199 cành, giá 199 cành. Chị khách nào mình đặt đơn mẫu lần này cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1581 với số điện thoại giá 199.000 ha. Đầm này thiết kế sợi cổ tim cho chị của mình luôn. Tay ngắn nè, đó, dáng nằm phong xòe, xinh ghê chưa. Em cao mét 65, đầm này mặc dài ngang được ốp chân như thế này, lên form đúng đẹp luôn á. Hai lớp kèm hai túi luôn. 1609 bao nhiêu vậy em? 229 đó chị Kim Cương. 229 em đang sale rẻ đó chị Kim Cương, đặt đó chị Kim Cương ơi. Rồi em đang mặc là 199 nha. Giá cũ bình thường 1609 là 369 nhé. Giá cũ bình thường 1609 là 369.000 nhé cả nhà ơi. Hôm nay em sao còn có 229 nè. Chị nào hết thì mình đặt nha, khuyến khích đặt luôn. Khuyến khích đặt luôn rồi nha. Rồi. Còn có mấy cái à. Trời, bây giờ cả nhà mình không đặt hàng, nhiều chị khách bây giờ thấy không đặt đâu. Cái mai mốt mấy chị quay mấy chị hỏi em. Mấy chị hỏi em không biết lấy đâu ra thiệt luôn á. Rồi có nhiều chị khách còn dặn nữa, em ơi chừng nào em có sót kho hay chừng nào em có về là em chừa cho chị nha. Mà em cũng không biết chừng nào mà có về nữa, thật sự là không có về lại đâu. Rồi có về lại thì mừng các chị ạ, có về lại thì mừng, không sao hết trơn á, nhiều chị rất là ưng luôn á. Nhưng mà hầu như là đầm bên nhà em không có về lại. Đây 1609 nè chị ơi, đẹp quá trời nè, ren hoa hồng nè, kim sa nè, mặt rất là bền luôn á. Phía sau nè, phía trước nè, ren nè,
Ôi đẹp như vậy mà không đặt hàng hết uổng lắm á chị. Hai lớp nha, hai lớp nha chị ơi. Rồi 1609 này mua về mặc đi tiệc với chị ơi, 229.000 đồng thôi, rất là rẻ, rẻ lắm, rẻ lắm á chị ơi, nó đẹp dã man, quá là xuất sắc luôn. Rồi chị Nguyễn thay mẫu khác nha, lên cho mình cái đầm này đi, đầm này là đầm công sở, không vừa rồi, không vừa rồi chị, 1581 em bị 6 lỗ về thôi chứ Nguyễn Hồng ơi. Tại vì nó không có co giãn đâu. Nó chỉ co giãn nhẹ đủ để mình mặc thoải mái thôi. Nó chỉ co giãn nhẹ nhẹ vậy nè chị, đủ để mình mặc thoải mái thôi, chứ nói về độ co giãn nhiều thì không có đâu chị. Em không dám chịu ham nhiều tại vì tùy mẫu. Nếu như mà tùy á chị, có cái thì có thể là em 78 mang vừa, nhưng mà cũng có cái á là không có vừa đâu, tại vì mang cả ngàn chiếc á, nó có xê xích nha. Mang cả ngàn chiếc thì nó sẽ có xê xích. Có cái thì được em 78, có cái thì chỉ được em 74, 75 hoặc là em 76, ví dụ vậy. Nó sẽ xê xích trên lên xuống, sen hai sen vậy đó chị. Thì em cũng không dám báo em nhiều nữa. Đây rất là xinh luôn. Rồi mẫu em đang mặc mã 1578 nha, giá 199. Đầm này dễ thương, dễ mặc, đơn giản dễ mặc cả nhà ơi. Hoa thì màu vàng vàng, tím tím, phớt phớt qua, rất là xinh luôn. Mã của em nó là 1581. Ok, em sẽ thay thêm cho mình cái mẫu đầm đầm công sự dự tiệc nhé. Đầm này thì mặc đi đi sự kiện đẹp mấy chị. Chị khách nào chuẩn bị đi sự kiện nên mà cái mẫu này đẹp quá trời quá đất nè. Đây, em bây giờ con mắt trái vậy nè. Ủa, em bây giờ con mắt phải vậy Lan ơi. Giờ là chuẩn bị nâu mắt trái. Rồi, tiếp tục em sẽ thay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm cái mã đầm khác nha. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1601. Em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1601. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới luôn, mã số 1601 với số điện thoại cho em là được ha. Rồi, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết cả nhà ơi. 1601 với số điện thoại cho em là được luôn. Bên đây có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1601, 1601. Chị khách nào mình đặt đơn comment ngay cho em luôn. 4 size đầy đủ dễ chọn. Đầm này trước lại vậy của em đó là đầm xốp caro nha mấy chị. Mà cái caro này nó phối nha. Phía trước mày kiểu kiểu như này, giống như cái áo khoác nhỏ nhỏ mini vậy đó. Dễ thương quá trời. Xinh ha. Phối thêm cái này nhìn nó hay ho ghê luôn á. Nhìn nó hay hay cái chị ạ. Rồi đây, tiếp tục mẫu em đang mặc. Ủa cái chút xíu đó, nó kẹp ở đây nè chị Lan. Hay nè. Nãy tao kẹp từ đó đó. Ủa gì hả? Ủa? Hai cái được mà sao ở đó một cái được hay dữ vậy trời. Em tháo lần nào vậy? Mệt. Đã gâm vô. Hay thật á chứ. Rồi. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1601. 1601. 1601. Đó. Rất là dễ thương luôn. Em đang có 4 size nha. Em có cho cả nhà size M, size L, XL và lại cả 2XL. Form đẹp lắm luôn nè. Một cái form nè. Đẹp ghê chưa? Chất liệu vải xốp caro nha. Mà mấy cái caro này, caro phối mấy chị, nó sẽ nổi trên mặt vải như nè. Mấy cái đây nè chị, cái ô này nè, phải là cái ô này nè, nó sẽ nổi lên trên mặt vải, cái ô này nó chìm xuống nha. Đó. Ôi đẹp ghê chưa? Xuất sắc luôn á, êm lắm. Thấy vậy thôi chứ bạn không có cứng đâu. Mềm, mát, mịn. Rồi có co giãn không? Có luôn. Co giãn nhẹ luôn, mặc thoải mái cực kỳ luôn á. 1601 em 86 độ về cho em đủ size nha. Trong đó là size XL 2X em gần hết. Size XL 2X em hay hết lắm cả nhà ơi. Cho nên chị khách nào mặc size lớn á, thấy có size của mình chốt đơn. Size nhỏ thì bình tĩnh cũng được, nhưng mà cũng hên xui mấy chị. Đó, còn size lớn mình phải chốt đơn liền. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1601. Đầm này bữa em có về cái màu nâu cả nhà nhớ không? Màu nâu nè. Bởi vì cái màu nâu nè. 1594 nhá. Chờ em xíu nha, đem kiểm tra cho. 1594 này chị. 1594 còn có mấy cái le que. 1594 còn ít là 2X thôi. Ít là 2X thôi à các chị ạ. Rồi, mình chốt đơn chốt sớm cho em nha. Đây 1594. À 22 size 55kg cho tới 66kg. Còn em đang mặc nè là 1601 nha. Em sẽ chốt đồng giá cho mình luôn là 299.000 một váy. 299.000 một váy nha. Đó, thích màu nâu thì đặt màu nâu. Màu nâu cũng đẹp nè. Màu này màu nâu đen nha, không phải nâu sáng đâu.
ra live stream thì có lẽ nó sẽ sáng hơn bên ngoài một xíu đó, sáng bên ngoài một xíu đó các chị ạ. Đó, bên ngoài nâu đẹp lắm, nâu này nâu đất đó cả nhà, đẹp lắm. Rồi còn cái em đang mặc mặt màu đen nè, đó thích dễ mặc thì mình chọn cái màu đen đi. Còn chị khách nào mà mình thích trong tủ đồ mình đủ màu xanh đỏ tím vàng cam nâu gì đó, nâu hồng gì đó, thì mình chốt cái màu nâu này nha, bỏ vô bộ sưu tập của mình. Màu này thì chắc mấy chị mình chưa có đâu, đẹp lắm nha. Cái này là mã 1594 chất liệu vải xốp, xốp Santo, xốp Santo caro caro như vậy, caro phối y chang rồi luôn, hai cái y chang luôn nha mấy chị ơi. Rồi giá sale ngày hôm nay là bao nhiêu? 299.000 đồng một váy, rất là rẻ luôn. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã nằm khác nha. Đâu lên cái nào đâu ta, bây giờ quá trời đầm rồi, biết lên cái nào giờ. Body không mấy chị, em có cái body này đẹp nè, đếm coi coi còn hàng không. Còn 8 cái em sale rẻ nha, 99 xu một em luôn. Còn 8 cái 99 xu một em. Rồi, em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1601, giá 299. Cả nhà mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới luôn. Mã số 1601 với số điện thoại cho em là được. Giá chỉ có là 299.000 đồng nha. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Mã 1601 với xin hỏi cả nhà ơi, đang theo dõi live của em chấm chấm và live stream dùm em cái đi. Cả nhà đang theo dõi live stream của em chấm chấm và live dùm em cái đi các chị ơi. Thích mẫu nào comment phía dưới cho em mã số xin hỏi cho em là được. Mã số xin hỏi em tư vấn luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình cái mẫu đầm này, em xả rẻ cho chị em mình luôn. Giá 99 xu một em luôn. Trời ơi toàn là đầm đẹp thôi. Rồi đây 1543 dáng đầm body đuôi cá. Đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1543. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1543. Em cảm ơn chế Lê Hà nha. Cả nhà chấm bài dùm em cái đi nè. Cả nhà chấm chấm dùm em cái đi. 1543 nha, em đang sale rẻ luôn là 99.000 ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1543, giá sale ngày hôm nay là 99.000 đồng, 40kg cho tới. Là tầm 52kg, em tới đây tầm 70-72 độ về. Rồi 40-55kg thì em 72 độ về các chị ơi. Dáng đầm body đuôi cá, mã của em nó là 1543, giá 99 xu một em. 1543 giá 99 xu một em cả nhà ơi. Các chị mình đặt đơn thì mình nghe cho em phía dưới nha. Mã số 1543 với xuyên hỏi chiếc lời bậy ren. Ren này khá là mềm luôn á, sờ lên êm lắm. Phần tay em may cho mình một lớp, thân váy kỳ lượng hai lớp luôn, và có khóa kéo phía sau lưng. Mã số của em nó là 1543. Ngay bây giờ chị khách là mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới. Mã số 1543 với xuyên hỏi cho em là được ha. Giá của em nó là 99.000 đồng. Đó, chiếc lời bậy ren thì mình yên tâm đi, khá là mềm luôn á. Body ha, mà đầm này em mặc dài ngang được bắp chân nó như thế này. Thích mặc dài dài để dài dài, không thích mặc ngắn dài thì mình lên lai cắt ngắn nha, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. Đầm xinh lắm nha các chị ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người rồi, nhanh tay chốt sớm nha em cả nhà ơi. Mã số số điện thoại cho em là được nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn luôn. Mẫu đang mặc mã 1543, mã 1543 giá 99.000 đồng. 1543 giá 99.000 ha. Em còn cho mình size M. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm một cái mẫu đầm khác. Em có cái đầm này nè mấy chị ơi. Chiếu chiếu lắp ta lắp lánh mới về 1613. Chờ em chút nha, em coi con mẫu này còn hàng không đã. 1613 mới 2X nha, em còn 3C nhỏ, cũng màu đen nhưng mà lấp lánh như vậy nè. Rồi em đang mặc mã 1543 nha mấy chị. Mẫu em đang mặc trên người mã 1543 ha, giá 99.000 một em ha. Các chị mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới. Mã số 1543 với số điện thoại giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Chút sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. Rồi đây, thay tiếp cho mình xem thêm một cái á, mẫu đầm khác nữa. Mẫu này mã số sản phẩm là 1613 ạ.
Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1613. Đầm này thiết kế sẽ là tay lỡ nha, tay lỡ vai phòng. Dạo này em về mấy cái tay phòng mà thích ghê luôn các chị ạ. Tại vì mình mặc tay phòng á không có sợ bị chọc lóc tay mà nó thoải mái được. Mấy cái tay phòng này mặc lên nhìn trẻ nữa mấy chị ơi, dễ mặc ha. Chị khách là mà mình có phần vai ngang bắp tay to dễ mặc cực kỳ luôn á. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1613. Mã 1613 cổ vuông tim, tay ngắn, ổ quên, tay lỡ, vai phòng, dáng xòe. Váy này may cho cả mình hai lớp luôn kèm hai túi. Mã số sản phẩm là 1613. 1613 giá là 349.000 đồng. Rồi 349.000 đồng, mã số sản phẩm là 1613. Chị khách nào mà đặt đơn thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. Mã số điện thoại cho em là được 1613 kèm luôn cho em cái điện thoại. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. Cả nhà chị thương quá nè. Hai lớp nha, hai túi nha, khóa kế phía sau lưng. Dễ thương quá trời. Nền vải sẽ là màu đen nè. Đó có phối cho mình kim tuyến, kim tuyến lấp lánh, lấp lánh như thế này. Cái này em dệt bằng chỉ kim tuyến nha cả nhà ơi. Giặt ủi là không bay không phai nha, không có sợ bông tóc hay rơi rớt gì cả. Mã của em nó là 1613, giá là 349.000. Mã 1613 giá 349.000 đồng. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1613 với số điện thoại cho em là được ha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em rồi nhanh tay chút sớm nha em nha. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã 1613 giá 349.000 cả nhà ơi, giá 349.000 đồng. Cả nhà đặt đơn thì mình ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1613 với số điện thoại cho em là được ha, giá 349 cầm một em ha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái á. Một cái mẫu đầm khác nữa, em sẽ lên cho mình đầm dạ hội đi. À, cái đầm dạ hội đây còn hai size nè, hay quá. Rồi, để em lên cho mình cái đầm dạ hội mình coi thử nha. Còn mẫu em đang mặc mã 1613 nhé. Mã 1613, còn bên ngay cho em phía dưới mã 1613 với số điện thoại cho em là được luôn. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái mã khác nè. Mã này đi. Mã này là 1312 nè. 1312 váy này em sẽ còn cho cả nhà mình hai size nhé. Hai size, đầm thiết kế sẽ là cổ tròn. Cổ tròn, tay lỡ cổ tay lê dáng xòe, dài dài dài. Xòe quá dài luôn. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1312. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1312 em còn hai size ML 40kg cho tới 55-57kg. Em tối nay tầm 75-77 đổ về. U anh bảy vả 75-76 đổ về. 75-76 đổ về nha. Đó rất là xinh luôn. Rồi cổ tròn nè, tay lỡ cổ tay lê này, chất chiếc phong nha, tông màu xanh tươi quá. Mẫu em đang mặc mã 1312. Trời ơi mấy cái đầm này rẻ quá trời luôn, có 199 nè cả nhà ơi. Mua về bỏ vô tủ liền các chị ạ, đủ màu luôn. Xanh, đỏ, tím, vàng đủ màu luôn các chị ơi. Màu này mặc lên sáng nè. Mã của em nó là 1312. 1312 giá 199 cành. 199 cành mã này nha các chị ơi. Thì em đang có cho mình hai size. Em có cho các chị mình size M và size L, 40kg cho tới là tầm 55-57kg. Em tới đây tầm 75-76 nha. Nền vải của em váy này sẽ là màu xanh rêu và có phối với mình cái mảng chiếc lá ở đây. Đó, xòe vậy nè, dễ thương quá. Hai lớp luôn, kèm luôn cả hai cái túi. Khóa cái ổn vào đằng sau luôn ha, dáng xòe siêu dài. Rồi, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1312. 1312 giá 199 nha. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1312 với số điện thoại cho em là được. Trời xinh quá cả nhà ơi. Hai size cuối cùng nha. Hai size cuối cùng. Trong đó size M em còn 22 chiếc và 6 chiếc size L cuối cùng là có đơn luôn á. Chị Mi Mom, chị Mi Mom ơi, đầm này còn size L nè chị. 199 thôi chị ơi, đầm này vậy chiếc phong vậy xịn luôn. Mà chỉ có giá là 199.000 đồng thôi này chị ơi. Chốt sớm nha mã này nha. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình mã khác. Quá trời đầm rồi. Giờ mặc cái nào đó đây? À cái này. Đầm hoa. Nền đen phối với mình hoa đậu đỏ kem kem. Rồi mẫu em đang mặc mã 1312 nha. Mẫu em mặc mã 1312 nha. Chị khách là mình đặt đơn comment ngay cho em 1312 với số điện thoại. Giá của em nó là 199.000 đồng.
Rồi chốt sớm cho em nha, mã 1312 với số điện thoại giá 199.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn, quý vị comment ngay cho em phía dưới mã số số điện thoại cho em là được luôn, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Đây 1536. Tiếp tục thay thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa đây. 1536 giá chỉ có là 129.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536 nè. Đầm hí cái sợi là cổ vuông, tay lỡ ôm eo, dáng ngọc phong xòe, em cao 1m65, đầm để mặc dài ngang được bắp chân nè. Khóa kéo phía sau, mã số của em nó là 1536. Mã số của em nó là 1536 nha, 129. Nền đen phối hoa, hai màu hồng hồng, cam cam, vàng vàng nhẹ nhẹ. Ô, không có vàng, hồng hồng cam cam thôi. Hồng hồng cam cam thôi, dễ thương. 129 luôn, 129 luôn mã này nha. Rất là dễ thương luôn cả nhà. Cổ vuông nè, cổ vuông bé tí nè. Dễ mặc ha. Rồi, mẫu đang mặc mã 1536, eo dưới 70 giùm em nha. Eo 69, 68 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi, mẫu này cái form nó hơi bé rồi. 1536. Đầm này cái form nó bị bé rồi các chị ơi. Em giảm giá cho mình nhé. Em giảm giá cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 129.000 thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536, 1536 đây ạ. Cổ vuông nha, cái phần cổ này thì nó nhỏ nhỏ vừa vừa như vậy nè. Tay lỡ nha, phần vai thì em sẽ may phòng phòng như thế này và có khóa kéo phía sau lưng. Mã số của em nó là 1536, 1536 ạ. Chị khách là mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới. Mã số sản phẩm là 1536 với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm nha. Chị khách là mình đặt đơn nhanh em đảm bảo sẽ có đơn cho cả nhà mình. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá là nó hết hàng đó nha. Nhanh tay chút sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536 giá 129.000 đồng. Dạ đầm này vải von hàng đó chị ơi, nhưng mà cái vải von hàng bên nhà em thì mình cứ yên tâm đi, mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái. Đầm này thì không có sợ nó bị quá mỏng đâu, mặc siêu bền luôn. Năm nay mình mặc vài ba lần cốt tủ cho em, năm sau lấy ra mặc vẫn đẹp bình thường luôn. Mã của em nó là 1536 nha. Rồi đặt hàng chút sớm cho em mã số 1536 với số điện thoại cả nhà ơi. Mềm mại nè, mặc lên mát rồi rủi luôn á. Mã của em nó là 1536 nha, 1536 với số điện thoại cho shop. Rồi sao rẻ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 129.000 đồng, xuất sắc ghê chưa. Chia sẻ livestream liền để đặt đơn nha các chị ơi, váy siêu đẹp luôn á. Cam 65 nè, đầm này mặc dài ngang nè, bóp chân như vậy. Thích mặc dài dài để dài dài, không thích mặc ngắn dài thì sao ạ? Lên lai cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn nha. Em chào chết song thương luôn ạ. Rồi nhanh tay chút sớm đi dùng em cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536. 1536 giá chỉ có là 129.000. 1536 giá chỉ có là 129.000 đồng thôi. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái á, một cái em đầm khác. Ui, cái sơ mi này em đang xả rẻ ra 139 nè. Cái sơ mi này em còn size nhỏ lẫn size lớn luôn nha. Em còn một cái size giữa với lại một cái size lớn nhất, em xả rẻ cho mình luôn 139 luôn. Cả em đang mặc 1536 nè, 1536 là 129 nha. 129.000 đồng chút luôn cho chị em mình luôn. Rồi ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái á, mẫu đầm khác. Mẫu này cũng hơi bị xinh luôn nè mấy chị ơi. Dễ mặc, toàn là mấy cái mẫu mà xinh xinh không à. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1475. 1475. Đó, đầm này tay lỡ, cổ tay may kiểu gặp bẻ lên ha. Nền vải sẽ là màu đen này và có phối với mình những cái họa tiết chạy theo chiều dọc trên nền vải như thế này. Đầm ở nhà em những cái họa tiết là không có in nhựa nha, cho mình cứ yên tâm. Mặc rất là bền luôn á. Rồi đây, mẫu em mặc mã số sản phẩm là 1475. 1475 139 nha mấy chị. 1475. 1475 giá chỉ có là 139.000 đồng. Đầm hết cái sợi đầu cổ sơ mi. Cổ sơ mi nha, tay lỡ vai phòng, cổ tay may gặp bẻ lên như thế này. Phần tay may một lớp, thân váy may kỹ hai lớp. Đầm này chất liệu vải cát á cả nhà ơi, cát hàng nha. Đầm này thấy may một lớp là vừa mặc rồi, không có cần là phải hai lớp đâu. Nhưng mà em đã may cho mình là hai lớp rồi. Chị thấy là thích mặc một lớp thì mình tháo lót ra. Thích mặc một lớp thì tháo lót ra cho em ha. Rồi size L em còn 7 chiếc và size 2XL em còn 35 chiếc. Đầm này 50kg cho tới 65-66kg. Rồi em sale luôn, 139.000 luôn. Có 139.000 đồng hốt luôn cả nhà ơi, đẹp quá trời nè. Chị nào nãy giờ muốn dùng đâu, mình dùng luôn cho em nha. Mã của em nó là 1547. Ú quên, 77. 1475.
1475, giá là 139.000 đồng. Cả nhà đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1475 với số điện thoại ha. Nền vải là màu đen này cả nhà ơi. Nồi có phối với mình những cái họa tiết, và những cái họa tiết này nó sẽ chạy theo chiều dọc trên nền vải nha. Cái này không phải là in nhựa hay ép nhựa gì đâu. Đó, đẹp quá trời luôn á. Toàn bộ là in màu trên mặt vải thôi, không có sợ bay phai gì hết trơn á, không sợ bong tróc rơi rớt gì hết á. Rồi váy này em may kỹ hai lớp nha. Cao 165 đầm này thì nó sẽ hơi ngắn so với những cái mẫu vừa rồi em mặc qua. Đó là nó không có tới bắp chân mà nó vừa phủ gối thôi. Đầm này nó vừa phủ gối như vậy thôi ha, lưng lẫn dễ mặc luôn. Mã của em nó là 1475, giá 139, giá 139.000 đồng. Mã số sản phẩm 1475. Giao hàng không shop ơi, em có đó chị ơi, em giao hàng về tới tận nhà cho chị luôn á. Và khi chị mình nhận được hàng tại nhà, mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán. Ngoài ra mà shop em đang có thêm chương trình ưu đãi, dồn đơn 600 là được miễn phí hoàn toàn quốc đó nha. Và ngồi đầm đẹp đầm xinh thôi à, mình chúc sớm cho em nè. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc mã 1475 nè, xinh không cả nhà ơi. Em còn cho mình size L nha. Chị nào bình thường mặc size M, lấy size L về nhà bóp nhẹ phần eo dùm em cái. Với lại em còn size 2XL nha, XL em hết rồi. Chị khác nào bình thường mặc size XL, lấy size 2X về nhà bóp nhẹ phần eo dùm em cái nha. Tại vì mấy cái mẫu đầm này là em chấp nhận xả rẻ 139.000 đồng là em không có về nữa đâu. Các chị thích thì mình chốt sớm. Trời ơi, bình thường đi may cái đầm cũng hết mấy trăm rồi cả nhà ơi. Đây, mua cái mẫu đầm này liền, về liền. Vừa tiết kiệm được tiền bạc, vừa tiết kiệm được thời gian công sức nữa. Trời ơi, quá rẻ luôn á. May cái đầm cũng phải tốn hết cả tuần luôn á các chị ơi. Đẹp quá trời nè. Đó, đẹp ha. Đầm này chất 17 của em nó là dòng bài cát hàng nha. Mã của em nó là 1475. Các chị đặt đơn comment nghe cho em 1475 với số điện thoại cho em là được. Rồi, mẫu đầm này cũng đã khép lại bài live stream trưa ngày hôm nay của em rồi. Chị nào vào sau có thể coi lại hoặc là mình đón xem những bài live stream kế tiếp của anh em vào lúc 6:30 chiều tối hàng ngày hoặc là 6:40 á, vô live stream buổi chiều coi với em nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em xin kết thúc bài live stream tại đây nha. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình có một buổi trưa thật là vui vẻ nha.